mình không có cái gì ở cõi đời này mà phải buồn hết trơn hết trơn dù có ai lấy cái gì của mình mình cũng không buồn hết trơn vì sao vì đến cõi đời này có cái gì mà bị lấy hay là có hay là mắc quý vị suy nghĩ kỹ đi hãy suy nghĩ kỹ đi gác chân lên chán mà suy nghĩ à khi quý vị suy nghĩ kỹ rồi quý vị không có đặt vấn đề nặng nề khi mà chồng đi sớm gì muộn gì đâu hoặc là có chồng đẹp trai đồ này kia sợ nó đi ra ngoài nó quen con này con nọ khỏi càng lo luôn của mình là của mình là bạn ơi còn không phải của mình dù có cố gắng giữ gìn nó cũng mắc là mắc à bạn à một trăm phần trăm luôn trời ơi bao nhiêu con người người ta bo 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 người ta giữ nhưng cuối cùng nó chim sổ lòng bay đi vẫn là bay à. <laughs> khỏi càng nặng nề chi cho nó mệt nó mới đây có một cái cô này nè Cô điện cho cái chú Kiệt Cô điện cho chú Cô nói rằng Mỗi ngày cũng nghe thầy chia sẻ Phật Pháp Con 27 tuổi Mỗi ngày nghe thầy chia sẻ Phật Pháp Cũng biết niệm Phật Nhưng mà con dính một cái nghiệp Mà con chưa có sở ra được 27 tuổi quen một anh chàng này Anh này anh có vợ rồi Rồi bây giờ Ảnh quen với cô này khi cần thì tìm đến cô này Mà khi mà không cần cô này Thì ảnh lại đến với người yêu cũ Bà có vợ rồi Rồi dính người yêu cũ Rồi dính cô này nữa Vậy mà cô này cô nói là Trời ơi con nghe thầy giảng con hiểu hết Như vậy đó mà con không sợ ra được Khi ảnh cần con thì ảnh đến Nói ngọt vài câu là con chịu khi ảnh không cần con thì ảnh bỏ con Con tức tối con 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 tức tối tại sao mình ngu mà tại sao mình cứ như vậy mà mình cứ là đeo theo ảnh mà ảnh nói vài câu là tự nhiên con không có giận anh nữa rồi xong cái bắt đầu là ảnh bỏ con tiếp tục ảnh cứ như vậy mà ảnh tới tới lui lui làm con khổ mà trong tâm con nó khổ vô cùng mà buông ảnh thì buông không được bây giờ chú hỏi thầy bây giờ con phải làm sao <laughs> làm sao làm sao đây <laughs> <laughs> thì giờ cô cái trả đi, à, thì cô cứ nghĩ rằng à, bây giờ cũng chưa có chồng gì hết, mà còn thiếu nợ cái anh này, thì bây giờ cô cứ nghĩ gì thì cô khỏe nhất. Bây giờ họ là người đàn ông, họ có mấy mối thì họ cứ đi tìm đi, còn lúc nào mà nó à, à... <laughs> cái gì mà cười dữ hả? chưa nói mà cười dữ trời. lúc nào mà nó mà có <laughs> nghĩa là cái lúc mà nó không có cái mối nào thì nó tìm cô thì cô nói là được được anh không có mối anh tìm tôi đúng không được rồi nó. người thì à, à, có gạo người thì có lửa thấy không tôi với anh đến cái cõi đời này ai cũng thăng tứ đại thôi à, tôi, tôi cũng không có nghĩ anh gạt tôi nữa nhưng mà bây giờ chúng ta cảm thấy rằng mình là phàm phu thôi người thì có gạo người thì có lửa thôi bắt lên thì chụm nấu nồi cơm chúng ta cùng ăn cơm thôi được không anh bây giờ nói với những người này là nói như vậy đó còn đến một ngày nào cô cảm thấy rằng cái cuộc sống này sao nó giả tạm quá mà đối với con người giả tạm như vậy mà tại sao mình lại đi đi vì cái gì mà mình phải thương ảnh vì cái gì mà mình phải thương ảnh thì anh sẽ, thì cô suy nghĩ kỹ thôi còn bây giờ thì nói bây giờ cô buông đi mất công cô nặng nề cái tâm cô cô khổ tâm cô mà cô buông không được mà nó vằn vặt nó nặng nề thôi bây giờ người có lửa người có gạo nó người thì do gạo người thì chụm lửa nó người thì sanh con người thì đưa giọng vậy thôi nghĩa là kết hợp với nhau một gia đình nhỏ của một những ngày tháng nào được vui Đấy không đó là tạm bợ thôi nhưng mà nếu cô thích nếu cô thích như vậy đây là nhắc nhở cô đó đó Để nhắc nhở nhiều người đừng có đặt vấn đề nặng nề mệt quá đặt vấn đề là trời sao con ngu quá bây giờ cái thằng đàn ông nó sở khanh như vậy mà con vẫn thương nó sao con ngu quá nó làm cho mình thêm khổ thêm bằng vặt thêm mới làm cái gì khỏi không có ai ngu hết trơn á vì cái kiếp số cuộc đời đến đây á, là dai trả chứ không phải là ngu nếu mà nó không có cái nghiệp á, thì cỡ nào nó cũng không đến được hết trơn còn nó có cái nghiệp á, thì nó phải dính như vậy đó chứ không phải là ngu gì đâu bạn ơi nhưng mà bạn cái trả đi đến một ngày nào bạn không có còn nợ nữa thì thì tự nhiên bạn khỏi cần trả nữa bạn trả làm sao mà tâm bạn phải thoải mái á bạn đừng có nghĩ rằng á, là người người ta đối xử với bạn không phải bạn đừng có nghĩ như vậy mà chính người đàn ông đó cũng xài phước lớn thôi rồi cuối cùng một ngày nào cũng trả một cái giá rất là đắt với người đàn ông đó thôi rồi chính bản thân của mình mình cũng đừng bao giờ nói mình dạy mình khờ mình ngu gì hết nhưng mà mình nói chắc là mình thiếu nợ người ta mình đã từng vay nợ người ta bao nhiêu lần thì bây giờ mình trả lại cho người ta bao nhiêu lần thôi như vậy thì xong món nợ à. À, mình thấy rằng là dưới cái căn bản của phàm phu mà bây giờ là phải giải Phật pháp, pháp làm sao mà giải cho nó phù hợp chứ đừng có đặt vấn đề cao siêu như người thời xưa thì quý vị sẽ làm cho họ nó bị căng thẳng thần kinh đó. nặng nề lắm Có khi muốn mà cũng lại không dám Muốn mà nó lại đết mà lại tức Tức vậy nó, nó không có trả mau Nó muốn thì cứ muốn à, Nó làm sao mà lúc đó cho nó thoải mái cái tâm hết đi Vậy thì nó giải rất là mau Mà khi nó giải được lúc đó rồi nó tỉnh lại liền quý vị Nó tỉnh Cái sức sáng của nó cao là cao độ Ừ nó thấy nó chỉ như vậy hoài á vậy. Nhưng một tuần hát nó cứ hát hoài Đó rồi cứ như vậy là tức, tức khắc nó tỉnh Nó tỉnh rồi thì tự nhiên gặp anh Nó không bị chói buộc nữa Thôi được rồi anh, đủ rồi đó Bây giờ đường anh, anh cứ đi đi Anh cố gắng đi con đường anh đi nghe Nó mạnh dạng vậy đó Còn cái lúc này nó còn lệ ề là gì nó còn nợ Nó lệ ề, lệ ề, lệ ề, ngộ lắm Quý vị ngồi trong đây có nhiều người nữ, nhiều người nam đi Trong cái tình cảm mà mình thấy nó mù quáng lắm Mà tại sao mình lệ ề hoài quý vị là tại vì mình chưa có thoát ra được là gì nó còn cái nợ nó không có thoát được đâu nó ngộ lắm có khi ngoài mặt á mình ghét cay ghét đắng ghét đắng ghét cay <laughs> nhưng mà trong lòng thì nó thương <laughs> mà nó làm cho mình giống như điên cuồng thương hẳn hẳn thương có khi gặp mà nghiến răng nhưng mà trong tâm thì không thấy thì nhớ vô duyên lạ như vậy đó đó là quý vị biết là nó còn cái nợ nặng nên nó bị cái cảnh này như vậy nếu như quý vị mà dụng công niệm phật cứ kiên trì rồi quý vị cứ tinh tấn đối với pháp môn tịnh độ này thì thì tắt cả những cái sự việc đó nó sẽ quá giải nó sẽ quá giải quá giải quá giải quá giải quý vị biết rằng nha cuộc đời chúng ta mỗi người cái nghề nó sanh cái nghiệp những đức thấy rõ ràng cũng như cái nghề mà chia sẻ phật pháp của những đức này những đức để ý ngộ lắm quý vị ơi lúc mà những đức mà mới nói chuyện á lúc trước á vài năm gì trước cái cách nói chuyện của những đức nó không có quyện chuyển câu nói như bây giờ thí dụ như những đức mới nói chuyện nó vừa dắp một câu nó cái, cái cái chữ tắt như đức nói là nó bị dắp rồi đó nhưng mà những đức lại chuyển luôn cái câu tắt đó nó thành ra cái câu vậy xuông luôn thì giống như cái người mà mới học lái xe với vị chạy xe với vị chạy nó nó không có quyển chuyển khéo bằng cái người mà chạy xe lâu năm mà cái sức chạy xe của họ nó họ có thể quyển chuyển điều tiết có giống hệt họ cầm chiếc xe mà họ họ trong cái tay họ 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 điều tiết vậy đó thì cái giảng pháp cũng vậy và cái tu hành cũng vậy và cuộc đời quý vị cũng vậy nó cứ trải nghiệm thời gian từ 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 rồi tức khắc quý vị trong cái cuộc sống đó quý vị sẽ điều tiết cái cuộc sống quý vị thoải mái lắm còn bây giờ mà nó chưa điều tiết được thoải mái thì quý vị cứ kiên nhẫn mà tu đi từ từ đi ha rồi quý vị tự nhiên sẽ điều tiết cái cuộc sống quý vị đặc biệt lắm nhưng mà hiểu đạo rồi mình nghe phật dạy mình phải làm như thế này chúng ta là người nghe đạo tu hành mỗi ngày tu hành phật thích ca mâu ni dạy mình là phải chuyển nghiệp lực phát lên nguyện lực ha. cũng như cô gái kia mà cổ cứ là cứ chầm người vào như vậy hoài thì cô không muốn phát lên Cái nguyện lực Để chuyển nghiệp lực Mà cô nhào vào cái Nghiệp lực Cô Chầm mình vào cái nghiệp lực Thì cái nghiệp lực nó quá mạnh rồi Thì nó cứ dẫn dắt cô Có khi thọ mạng nó đến rồi Thì nó lún qua một đời Rất là ổn Thấy không luôn một đời rất là ổn nên mình phải có một cái sự mạnh mẽ nó gọi là tính nguyện niệm phật á nó mạnh mẽ và mình phải ngồi bình tĩnh mình suy nghĩ có nghĩa là cái sự việc trong phật pháp nó hay là gì nè quý vị mình ngồi mình nên phân tách ra con số của nó con số của cuộc đời quý vị nên phân tách ra đến với nhau cái lợi ích bao nhiêu khổ đau bấy nhiêu vui và buồn phân tách kỹ 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 phân tách ra phân tách thiệt kỹ khi phân tách ra con số và khi mà Quý vị cho ra cái đáp số quyết định rồi thì lúc đó quý vị sẽ hiểu à. Hiểu là cái đến với nhau này như cái câu kia đó là sướng được bao nhiêu mà khổ bấy nhiêu. Rồi lúc đó mình quyết định chọn lựa. Có nghĩa là con người mà muốn quá giải được cái buồn khổ là do tính được tính được. Cũng như á những đức có thể tu hành 10 năm mà những đức đối với danh lợi những đức rất là nhẹ, rất là nhẹ là những đức ngồi, những đức tính con số của nó ra tính rất là kỹ tính rồi nhìn lại cái thân tứ đại này rồi một ngày nào mày cũng bỏ cái thân này cái thân này mày cũng bỏ và tất cả chùa chiền của cải vật chất đồ chúng đều là nhân viên hội tụ thì gặp nhân viên hết thì xa bây giờ tao hỏi mày mày chấp nhất những thứ này cuối cùng mày có đem theo những thứ này được hay không những đức rồi xong mình mới cho ra cái tư tưởng và mình phân tách kỹ đàng hoàng rồi mình mới đáp số là không mình cứ là nhiều lần như vậy Cuối cùng đáp số là học Nhiều lần đáp số học Cuối cùng quý vị mới nhìn thấu được Vì cuối cùng không cầm theo được một cái gì hết vậy thì cuộc sống ở cõi đời này Quý vị làm sao sống cho nó thật là đặc biệt Nên những đức có thể sống được Một chút đặc biệt trong cái cõi đời này đó quý vị Có nghĩa là tất cả những cái gì có được Muốn đem sạch ra hết luôn Tại vì sao tin nè Tin hoàn toàn vào định lực nhân quả luôn có nghĩa là tin vào định lực nhân quả hoàn toàn Và đến với tất cả nhân sự con người Những đức không bị họ câu thúc luôn Có nghĩa là không bị họ câu thúc quý vị Không bị họ làm tác động mình buồn khổ Phải tập ngay chỗ này Có nghĩa là mình nói gì thì mình sẽ làm được nè Nếu như mình bị nhân sự của ngoại cảnh Làm mình tác động mình buồn khổ khi mình buồn khổ rồi thì mình tối tâm Mình sẽ không giải quyết được vấn đề của nhân sự như vậy thì mình niệm niệm vì người là làm sao đừng để ngoại cảnh tác động làm mình buồn khổ. Khi mình không buồn khổ thì mình mới có cơ hội để giúp người ta nên cũng là niệm niệm vì người nên mình không nên khổ. Còn nếu như cái người mà khổ đau vì tình, khổ đau vì tiền, khổ đau vì danh lợi thì do chính họ là gì chấp nhất những thứ đó là vì cá nhân. Mà vì cá nhân rồi thì ôm giữ chấp nhất. Khi ôm giữ chấp nhất thì lúc bị mất đi thì tức khắc buồn khổ nên cái người mà không bị cái việc mà cho rằng mình bị mất đi mà niệm niệm điều đem cho người như vậy thì dù là có hay là không thì chúng ta vẫn không bị cái ngoại cảnh tác động làm mình đau khổ quý vị nghĩ được chỗ này thì tức khắc quý vị tu học càng tu càng an vui <laughs> như vậy đó đây là xác thực luôn quý vị không phải nói là văn tự đầu môi chót lưỡi mà là xác thực luôn những đức ngồi có khi những đức ngồi mình những đức có phân tách ngồi trong phòng đóng cửa nó hết cứ ngồi phân tách phân tách con số ra cứ tính con số của cuộc đời những đức cứ tính con số của cuộc đời những đức cứ tính về cái sự hơn thua tranh giành của người khác những đức cứ tính kỹ ra ở cuối cùng được cái gì rồi những đức nhìn nhiều vị đại lão và thượng già rồi chết đi có khi học trò đệ tử vẫn không hộ niệm cho luôn thì những đức tính ra từ cuộc đời các vị này tu và đến khi các vị này chết đi được cái gì rồi những đứa cứ tính ra cuộc đời của mình bây giờ mình phải gieo nhân gì để cuối cuộc đời mình được cái quả gì cái quả gì rồi mình cứ phân tách kỹ hết. Rồi mình thấy có những người ở trong đạo nổi tiếng vô cùng nhưng mà khi chết đệ tử lại giành xác này kia đâu Dành chùa chiền mà muốn đem xác từ chỗ này chỗ kia để giành giật với nhau. Rồi mình phân tách ra như vậy khả cuộc đời những vị này tu được cái gì. Rồi mình mới suy nghĩ kỹ ra oh, như vậy là chọn một phương hướng cho mình. Phương hướng là gì? Đặc biệt nhất là chúng ta phải dụng công tu cho tốt. Nếu mình có cái tâm thương tất cả mọi người Thì mình phải dụng công tu làm sao Mà chính mình đừng bị cái cõi đời này Làm cho mình đau khổ à, Đặc biệt là ngay chỗ này nè Nếu như quý vị, vị bị cái cõi đời này Làm quý vị, vị đau khổ Vậy thì quý vị không có thương ai hết trơn á Quý vị không có thương ai hết trơn á Mà quý vị, vị chỉ là cái ích kỷ gì cá nhân Của cái thân tứ đại thôi Chứ không phải là hướng đến Có cái thân á Mà không bị già, không bị bệnh, không bị chết Bây giờ nếu quý vị hướng đến cái thân mà không bị già, không bị bệnh, không bị chết Vậy thì quý vị hiện tại phải sống làm sao Mà nó không bị cái ngoại cảnh tác động làm mình đau khổ Vậy mới là người hiểu cách sống để chọn phương hướng giải thoát nó Quan trọng vô cùng luôn Bởi vì một câu ai với Đạo Phật này nói rằng chỉ biết niệm Phật chổng chổng Quý vị nghe những đức nói chuyện phải một câu ai Đạo Phật chổng chổng không Hay là niệm ra ai về Đạo Phật nói nhiều cái nội dung bên trong Để mà phân tách kỹ cho mình thấy rồi Mình mới nhận thức được niệm Phật là lợi ích cỡ nào quý vị nên quý vị thấy rõ ràng là trong cái cuộc vui những đức ở trong cuộc vui đâu quý vị thấy rõ rồi đó không có những đức đều là niệm niệm tính toán cho người ta không à mà còn là cái tâm phàm phu này nghe quý vị trước hai ngày những đức cứ lòng nguyện sao mà bữa đó đừng có mưa để cho các cháu được chơi đèn trung thu thoải mái những đức cứ như vậy cứ là như vậy những đức chấp nhận cái đó là tâm phàm phu nhưng mà tâm phàm phu này vẫn là niệm niệm về người nó vẫn quy về phát tâm bồ tát đạo quý vị rất rõ ràng luôn mình kiểm từng chút từng chút nhưng nếu hồi tối có mưa mình cũng không có nặng nề cái gì cả nhưng mà cái tâm niệm cứ là niệm làm sao mà cho ngày đó giờ đó đừng có mưa cho các cháu chơi thoải mái đi còn muốn mưa gì đó thì ngày mai mưa nên hôm qua những đức nói buổi chiều một câu những đức nói những chương trình dí quan âm bồ tát những chương trình người lớn lớn vô cùng luôn vậy mà những đức không có đặt vấn đề nặng nề chứ mà mỗi lần mà chương trình trung uh, thu là những đức cứ lo mấy ngày cứ là nghĩ con nít nó được đi đến đây mình cho nó vui mình cứ nghĩ như vậy thì biết rằng cuộc đời uh, tuổi trẻ của những đức uh, nó đã không được như mấy đứa nhỏ này nghĩa là từ khi còn nhỏ đi mót đậu đi mót lúa khổ đau vô cùng luôn không được nghe giáo dục gì hết mình uh, nghĩ rằng các cháu này là nó có phước của mình quá nên mình phải làm sao mình gieo cái nhân viên Cho các cháu nhỏ này nó được tốt đẹp Mình thấy cuộc đời mình là không được như các cháu này đó quý vị Gia đình nghèo quá mà Mỗi năm mà Tết mà được mà mai một bộ đồ mà Ở dưới quê mà đồ giải mà Gọi là gì? Ria vậy đó Gọi là hai bên có hai cái túi Ở trên có túi nhỏ nghe đồ giải mà bận rồi ôi bộ đồ mà không dám bận tết mới bận bận xong những đức còn nhỏ nhỏ đi gấp mà à, than mà lửa mà khi nấu cơm xong mình lụm mấy cái than đó đó bỏ vô cái bằng ủi ngày xưa mà ủi con gà mà ủi mà cái, <laughs> cái mỏ gà đó quý vị gấp mấy cục than bỏ vô rồi xong những đứa ủi ủi xong cái đem cát không có dám bận đâu lâu lâu không bận lần nó nên lâu lâu bận lần thôi từ nơi đó quý vị biết rằng Mình thấy các cháu nhỏ bây giờ nó có phước hơn mình Còn nhỏ mình có nghe ai Nghe người ta dạy gì bao nhiêu đâu Mà hư quá trời luôn Bây giờ nít bây giờ nó đủ cái duyên Mà nó đi đến chùa nó được nghe quá trời luôn à, Cái tuổi trẻ các cháu mình thấy cái phước lớn quá Nhiều cháu còn nhỏ xíu thôi là biết niệm Phật Nên cái pháp môn tịnh độ này Phải mở rộng ra Để cả cuộc đời của mình sống Nó phải có cái ý nghĩa Nhớ này quý vị Gặp được Phật Pháp nhớ nha giúp người chỉ có một phương pháp tu thôi. Còn ngoài phương pháp tu không có làm những cái việc gì mà khác hết trơn à. Chỉ có chỉ người ta tu, người ta chưa đủ duyên thì người ta không tu thôi. Nhớ, chỉ có đúng cái pháp tu thôi. Nên những đức chỉ chỉ người ta niệm Phật như đức nói hoài vậy đó. Có những người đến đây người ta gặp như đức ta nói một câu vậy nè. Con công nhận là mỗi ngày mà thầy cứ nói tới nó lui cái chuyện niệm Phật sao thầy nói hoài hay vậy thầy? Những Đức nói rằng Thật sự mà nói tôi suy nghĩ rằng Nói đây để mà giúp cho tôi tính nguyện niệm Phật Không bỏ câu Phật hiệu Tôi đã thấy có những người ta tu mấy chục năm Mà tu tịnh độ người ta còn bỏ cuộc Nên tôi nói rằng tôi 10 năm không ăn thua gì hết Không có cần thiết phải nói tới Người ta mấy chục năm mà người ta còn chuyển Chuyển tùm lum Nên tôi nói rằng là tôi không ăn thua gì Nên tôi mỗi ngày tôi phải nói vậy đó Tôi nói là tôi giữ cái tâm niệm Phật có tới cùng Nhất định tôi phải giữ được Là nhờ mỗi ngày tôi phiên người nên tôi phiên tôi Chưa đâu quý vị ơi Mười năm chưa ăn thua gì đâu Những đức nói cho quý vị nghe nè Muốn giữ cả đời tu tịnh độ này mà không thay đổi đó nghe Chỉ đúng có một cách Là mỗi ngày nhất định phải nghe một người chuyên nói về niệm Phật hoài Không có nói văn tự gì xa hết Chỉ đúng nói niệm Phật đi Cứ kêu mình niệm Phật đi Cứ nói hoài vậy mà quý vị nghe được quý vị nghe đi thì nghe hoài nó cứ niệm niệm rồi quý vị mới thấy được Ô công nhận nghe Ban đầu nghe ông thầy này nói nó cũng lạc lẽo lắm Nhưng mà niệm Phật giết rồi nghe Ông nó không còn lạc lẽo nữa à, Niệm Phật rồi nghe ông này nói Không còn lạc lẽo nữa Nhưng mà cái người không niệm Phật là nghe thấy lạc lẽo vô cùng Niệm Phật đi thấy có niệm Phật có lợi ích gì đâu Họ cứ cầu niệm Phật cái lợi ích của thế gian Nên họ thấy lạc lẽo Nhưng quý vị kiên trì niệm Phật rồi quý vị mới thấy được Câu vật hiệu nó giải quyết rất nhiều Cái sự việc trong cuộc đời quý vị luôn nhiều lắm Quý vị cứ nghĩ rằng hai bên ngôi chùa gần 600 người Nó giải quyết bao nhiêu vấn đề của cuộc đời này Mà chỉ có niệm Phật thôi mà nó giải quyết nhiều vấn đề như vậy đó quý vị Quá nhiều sự việc mà những đức giải quyết được luôn Mà tất cả một cái việc gì những đức làm đều là nhờ niệm Phật mà giải quyết được vấn đề Cái đây là những đức nói 100% luôn Cả những đức mà học lái xe quý vị biết rằng Những đức nghĩ rằng mình cứ học thôi chắc mình học lâu lắm nhưng mà lạ lắm quý vị những đức niệm phật với con người như đức nó bình tĩnh lắm kìa những đức leo lên xe những đức học đúng ngày là những đức chạy bình thường vậy chạy luôn không nói gì chứ chạy luôn được bình thường luôn vậy đó quý vị mà con người nó rất bình tĩnh nó khi chạy xe ra đường mà nó gặp những cái lúc mà xe đông đồ mà 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 lúng túng nó không lúng túng gì luôn nó ngộ vậy đó à những đức nó nhìn được thì ra niệm câu ai với đà phật này định tâm khi nó định tâm rồi là trong tất cả việc gì nó cũng định tâm hết cho quý vị ơi học cái gì cũng nhanh lạ thường lắm à, nhanh lắm à, thì rõ ràng là câu hoạt hiệu này giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống chúng ta luôn nhưng nếu quý vị mà chịu tin kìa nó mới làm được còn nếu nó không tin là nó nói câu hoạt hiệu ít quá phải làm cái gì nhiều kìa mà nhiều sao làm nhiều làm sao làm được nên câu ai với Đạo phật mà niệm chứ quên sao niệm hoài mà còn quên đây mà không chi mà mà cái gì nhiều làm sao mà làm được hả quý vị nên những đức nói những đức ký Rõ ngay cái điểm Cái niệm Phật Cứ điểm ngay cái chỗ niệm Phật đi Cứ như vậy mà nói hoài Ai mà chịu nghe là nó nó âm hưởng Không nói chứ nó Nên ăn tổ này nói một câu này ăn tổ nè Mà người tu tịnh độ chúng ta Là vị tổ sư Ăn quan là vị tổ sư nhân viên đặc biệt những đức thấy 13 vị tổ sư của tịnh độ tông thiện đạo đại sư là nhân viên cũng thù thắng nè Nhân viên thù thắng là hiện tại nhiều cũng nhiều người biết nè Đại sư Liên Trì cũng nhiều người biết nè Đại sư Ngẫu Ích nhiều người biết nè Rồi Kế nữa là Ấn Tổ là nhiều người biết nhất Tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông Là vì văn tử quá gần gũi nên rất nhiều người biết đến Mà Ấn Tổ Ngài rất là tùy thận chúng sanh Nhất là những lá thư mà khi người ta hỏi Quý vị chỉ cần sơ qua là sẽ hiểu liền ngày quá tùy thận chúng sanh nên tất cả những người tu thiền tu mặc bất cứ một phương pháp tu nào khi hỏi ấn tổ là ấn tổ sẽ trả lời lại một lá thư cho người đó nhưng mà coi kỹ thì ấn tổ có cái tinh hoa để dẫn dắt lấy niệm phật làm chánh ảnh mà tu vì nghe ấn tổ nói một câu mà để lại cho chúng sanh hết cái đời mạt pháp này luôn nè quý vị Chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương Khó tròn nên quả giác Mười phương chư Phật rờ của màu tịnh độ Khó độ khắp hồng mê Nghe chưa? Hai câu thôi Là tinh hoa hoàn toàn của tịnh độ luôn Chính cõi chúng sanh là tớ đại bồ tát là gọi là chính cõi chúng sanh như chúng ta là lục đạo nè là sáu cõi nè rồi thanh văn viên giác bồ tát là chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt tây phương khó tròn nên quả giác là tới hàng đẳng giác bồ tát Công niệm phật cầu sanh cực lạc 41 vị đại sĩ ở hoa tạng Bên cạnh của Tỳ Lô Giá Na dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc Là hàng đẳng giác Bồ Tát Bậc Đại Sĩ Dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc Nên án tổ ngài nói là Chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác Là bậc đẳng giác rồi Nhưng mà tu thêm một bậc nữa để thành Phật vẫn còn thời gian Như vậy mà chỉ cần niệm Phật là thành Phật Vì sao các ngài phải mau thành Phật Vì thành Phật mau chừng nào thì độ chúng sanh mau chừng nấy Cái tâm các ngài như vậy đó Mười phương chư Phật rời của màu tịnh độ khó độ khắp hồng mê Mười phương chư Phật là con số để biểu pháp Chứ vô lượng chư Phật cảnh giới Nếu một vị Phật nào, một cái quốc độ Phật đó Mà không nói về tịnh độ Như vậy thì khó độ khắp hồng mê Là đó khó thể nào mà độ hết cái quốc độ đó Những chúng sanh mà chưa được độ Chỉ có pháp môn tịnh độ thì mới độ hết cái quốc độ đó để được giải thoát hai câu này thôi là tinh hoa của tịnh độ nè quý vị quý vị chỉ cần nghe như vậy thôi đừng có gọi là đọc lời ăn tổ mà quá nhiều cái phương tiện đó để mà quý vị chạy theo nếu quý vị mà đọc mà chạy theo mỗi một cái cách dạy của ăn tổ mà quý vị mà làm theo đó nghe là quý vị trở thành là một phương pháp rất rộng cuối cùng quý vị không không biết chọn một phương pháp nào để mà quý vị tu luôn Tại vì phương pháp sám hối thì đa dạng phương pháp sám hối Con đường thì rất nhiều con đường Nhưng đi phải chọn một con đường mà đi Như vậy thì Phật A-di-đà là một con đường chính nhất Như là biển cả mênh mông Tất cả những con đường kia thì như kinh gạch đều phải quy về biển cả Vì Đức Phật A-di-đà Ngài đã phát lời nguyện rằng Khi Ngài thành Phật mười phương chư Phật Nếu một vị Phật nào mà không tán thán danh hiệu của Ngài cho cái quốc độ đó được nghe và tu và để niệm Phật cầu sanh cực lạc thì Đức Phật A Di Đà ngài nguyện không thành Phật. Nhưng ngài đã thành Phật 10 đại kiếp rồi. Như vậy thì bất cứ một vị Phật nào cũng như chúng ta điển hình là Đức Bổn sư Thích Ca muni Ni của chúng ta vẫn là tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng ta nên niệm A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là rất rõ ràng. Rõ ràng. nhau không? Quý vị nghe những đức chia sẻ tình độ quý vị thấy rất rõ ràng không? Mà nó rất là duy nhất luôn. Nó không có nói cái gì dòng do Để cho quý vị khó hiểu hết Nó có một phương pháp tu chuẩn xác cho quý vị tu luôn Muốn tiêu nghiệp chỉ niệm Ai Gia Đà Phật chân thật đi Những đức nói nghe một kẻ cùng tử Không còn đường đi Quý vị chỉ cần nhìn nhận lại Phật Pháp này đi Những đức nói cho quý vị nghe nè Những đức cũng là một kẻ cùng tử Không còn đường đi nè Từ 18 tuổi cho đến 29 tuổi trên thành phố Tới 28 tuổi là những đức không còn đường đi rồi Xin thưa quý vị không còn đường đi Chiều nào cũng là chuẩn bị đi nhậu Ban đầu thì có tiền thì uống bia Khi không có tiền thì uống rượu chuối Xin thưa quý vị Những cái quán nhậu trên thành phố mà theo lề đường Theo những quán lề đường, quán nhỏ, quán lớn, quán cốc, quán kè gì những đứa cũng biết hết chứ cứ là cái gì có tiền thì bia bọt còn không có tiền thì rượu chuối uống bể cuốn họng luôn gũ chuối ai đây có uống gũ chuối không có anh em uống gũ chuối không uống gũ chuối sáng nó nóng cỡ nào cái hơi của gũ chuối nó thở ra hay sao Trời ơi đêm nào cũng là cứ là không có tiền thì gũ chuối uống xong rồi xỉn sai về bắt đầu nó nó nhức đầu cứ nằm trên cái xe đồ ăn mà cứ lăn lộn lăn ói ọc 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 xong rồi ngồi dậy mười hai giờ mấy bắt đầu cứ ngồi ngậm nghĩ trời ơi cuộc đời của mình đúng là nó sống như thế nào đây Cuộc đời này sống như thế nào đây Mình sống như vậy sao Rồi mình đi về đâu đây Có nghĩa là cứ nghĩ như vậy Mà ngày mai rồi bắt đầu tỉnh vậy Thì bắt đầu là chiều Thì bạn bè rủ đi nhậu thì đi nữa Tại vì mình đâu có còn con đường nào đâu Bây giờ chỉ còn có cái giải sầu Là cùng gặp mấy thằng bạn nhậu Rồi nhậu xong rồi nói xàm Cứ như vậy Có nghĩa là hết đường rồi Hết đường rồi Vậy mà cuối cùng những đứa gặp được Phật Pháp Gặp được Phật Pháp Bắt đầu là những đứa nói Ô đây là con đường nè con đường nè không ngờ tức khắc những đức nhau với con đường Phật pháp hai tháng sau phát tâm ăn chay trường luôn lúc đó còn nấu đồ ăn mặn ăn chay trường luôn ăn chay trường nhưng mà còn nấu đồ ăn mặn lúc đó có nói một câu trước Bồ Tát quán Thế âm gì con bây giờ còn cái nghề này bây giờ không làm thì sống làm sao bây giờ còn nấu ăn mặn nhưng mà con là phát tâm ăn chay trường mà cái khó là quý vị ăn nấu đồ ăn mặn, đồ nhiều ngon nhiều mà quý vị ăn chay trường là hơi bị khó nha. Tại vì mỗi ngày quý vị nấu đồ ăn mặn, nhiều đồ ăn ngon lắm. Thở nấu nhiều đồ ăn ngon. Vậy mà quý vị ăn chay trường mà lúc mà ở trong cái quán mặn vậy mà ăn chay trường thì những đứa không có làm gì cho những đứa ăn. Ăn dễ lắm. Những đứa có trái chuối và hương rồi với một miếng nước tương xịt xịt thì rồi ăn. Ăn vậy đó mà ở trong đó những đứa ăn được cũng 6-7 tháng sáu bảy tháng ở trong quán đồ ăn mặn vậy đó. rồi xong rồi tới tết thì những đức nói với chủ đồ này kia những đức quyết định đi tu luôn chủ nói thôi, em mà đi tu cái gì hiền trời ơi, em <laughs> em tu được đâu trời ơi em vô chùa em quậy banh sát chùa người ta chứ sao mà em đi tu được hiền trời ơi em nhậu nhẹt gái gú bậy bạ tùm lum la chứ sao mà em đi tu được anh hiểu em quá rồi em đùa thôi muốn đi vô chùa chơi vài ngày đi, đi đi rồi về đây anh em mình nhậu tiếp tục ông chủ nó chắn ông chủ ông thương những đức những đức đi ăn chơi ăn chơi nha quý vị nhưng mà cái làm những đức nó nhiệt tình nó thật sự quý vị là nhậu cả đêm nhậu tới hai ba bốn giờ sáng rồi xong đêm nay khỏi ngủ đi nấu ăn luôn tại vì thường là nấu ăn buổi sáng là ba bốn giờ là chuẩn bị nó thì cứ nhậu tới ba bốn giờ rồi bắt đầu nấu ăn có nhiều bữa nó cũng cái tay này cầm cái cột mà cứ siêu tới siêu lui nhưng đứng niêm đồ ăn mà tại vì nó thành chuyên nghiệp nấu ăn quý vị nên những đức chỉ cần nhìn được đường muối bột ngọt nước mắm những đức chỉ cần xúc phát là nó cứ là là khỏi cần niêm lại nó cũng vừa ăn hết trơn tại vì nó quen quá mười mấy năm ngày nấu ăn thành chuyên nghiệp nên quý vị nào mà nấu ăn chuyên nghiệp bởi vì không bao giờ niêm đồ ăn đâu hoặc là người ta nấu đồ ăn là người ta không có niêm hoài đâu hoặc ta niêm đồ sống thôi niêm nhẹ qua một cái là rồi xong là người ta cứ nấu đồ ăn là y rang như vậy món đồ ăn người ta vừa nhìn là người ta biết món này thiếu đường thiếu cái gì cái gì người ta biết hết trơn người mà nấu ăn chuyên nghiệp là vậy đó cái người nấu ăn chuyên nghiệp là nhìn lửa là biết nấu ăn Chụm lửa Còn cái người mà chưa nhìn được cái độ lửa Thì người này chưa phải là nấu ăn chuyên nghiệp Nghĩa là người ta nấu ăn chuyên nghiệp là người ta nhìn lửa Cái lửa người ta chụm mạnh lúc nào Giảm lúc nào Rồi lúc chín rồi để lửa sao sao người ta biết hết Vậy mới là người nấu ăn Còn nếu không thì chỉ nấu được thôi Chứ thật sự thì chưa biết gì cái mảng đó thì chưa kinh nghiệm Quý vị biết rằng là ông chủ ông rất là thương những đức Mà khi những đức nói đi tu Ông nói em không tu được đâu Hiền ơi em sao mà tu được làm có tiền nhiêu là ăn nhậu hết chứ anh biết hiểu em quá mà thôi vô chùa chơi vài bữa đi rồi về về tiếp tục <laughs> nhậu nữa nhưng ngộ nghĩa vị ăn chay trường rồi nhưng mà nhậu thì còn nhậu nha nhậu đầu phòng <laughs> còn nhậu chưa bỏ được rượu thấy không à, cái năm mà đi về quê ăn tết cái năm mà trong lòng tính kỹ rồi đó nghe quyết định à là năm nay ăn Tết một cái năm hoành chán xong là đi tu luôn nhất định đi tu không nói gì không nói dòng do rồi là xe cộ đồ còn chút đỉnh tiền của xe cộ đồ bán hết rồi thiếu nợ ai trả rồi làm cho bà chủ cũ chút đỉnh nợ còn thiếu bả đó thôi bây giờ đi tu rồi bây giờ bán cái gì có được thôi thiếu bà một số tiền trả bà luôn đi đến nhà bà chủ cũ gặp bả rồi xong rồi cô ơi thiếu tiền cô chút đỉnh trả tiền cho cô luôn hỏi à, à được con con định à, đi đâu mà trả tiền bạc này kia nó đi tu nói, yeah. <laughs> còn không đi tu đâu sao tu được <laughs> tu hành gì không ai tin tưởng quý vị không ai tin tưởng À được rồi chờ xem chờ xem coi tôi tu được không mà biết à, sao? <laughs> đi về quê có ai nghĩ về đức đi tu đâu thì thấy ăn chay thì thấy ăn chay chắc là ăn chơi gì đó mà chắc là ngán đồ ăn mặn rồi bây giờ ăn chay chơi thôi à, nhưng mà không ngờ nhà nước đã có cái tính toán trước quý vị Ồ, về quê năm đó ăn tết hoành tráng nhậu tơ bờ hoa lá luôn lên bờ xuống ruộng luôn đi qua Hà Tiên đồ tắm biển đồ nhậu xỉn vô nhà vệ sinh ngủ luôn bạn bè đi kiếm tùm lum, lum cuối cùng vô nhà vệ sinh thấy ngủ trong nhà vệ sinh một năm đó là thôi đừng có nói nữa, đi ra Hà Tiên đồ chơi đồ nhậu nhạc đồ xong rồi bắt nhặt rap luôn lộn mèo đồ quá trời rồi một năm nay tới đúng ngày mùng 6 tết mùng năm nghe mùng năm còn mùng năm còn là thấy mấy anh em dòng họ qua rồi tiếp tục một trận nhậu hoành tráng nữa rồi xong mà gặp những cái người nào mà mình đã từng mà với họ nghịch nhau quý vì mình với họ nghịch với nhau tự nhiên đến gặp họ tôi có lỗi xin lỗi họ đàng hoàng hết tự nhiên lúc đó cái tâm mình nó chân thật lắm quý vị tự nhiên họ cảm động lắm mà một cái người mà những đức với họ mà mà nghịch với nhau bao nhiêu năm luôn vậy mà những đức đến những đức cứ là cúi đầu cứ là tôi có lỗi chân thật luôn tôi có lỗi xin lỗi quá giải cái tâm rồi xong những sự việc xong giải quyết xong rồi coi coi mình còn thiếu tiền ai chút đỉnh gì hay không thì bắt đầu là nhớ còn thiếu cái bà kia hai ngàn một ly sữa đậu nành thôi đi ra gặp bà cũng chào bà một tiếng Hồi... Cô bán sữa đậu nành Chúc cô bán đắt nha Từ hôm nay chắc không uống sữa đậu nành cô nữa đâu <cười> <cười> có, có, nghĩa là nói những lời nói giống như là Đi chết đi gì á Có ai nghĩ mình đi tu đâu Rồi cuối cùng quý vị biết về Nhà của gia đình những đức nói ta ở à, thằng này mà tu hành cái gì Thôi mày đi đâu mày đi đi Nhưng mà mày chắc chắn mày không tu hành được đâu Rồi xong cứ là đúng ngày mùng 6 Rồi là ship đồ vô giỏ đồ đạc gì đâu thì đi, đi tu mà đâu có bạn đồ đời nữa đâu thì cái vỏ nó xíu rồi xong là trong túi còn đâu chịu mấy đi lên thành phố thành phố lên trên đó ở thêm một ngày nữa đi lên đà lạt à, cái chuyến đi lên đà lạt là cũng có một số bạn bè đưa đi nữa chứ tại vì văn nhậu nhẹt cũng nhiều mà ngộ lắm đi tu cũng bạn nhiều lắm nghe ở ngoài đời nhậu cũng nhiều mà đi vô chùa mà đi tụng kinh pháp hoa đồ chút đỉnh một số pháp hội đồ đi đến chơi đi làm công quả thì nhiệt tình lắm nên bạn ở trong chùa cũng đông lắm đi vô chùa là có bạn trong chùa đông lắm nghe thì đi tu thì mấy thằng bạn nhậu thì nó đưa đến bến xe còn bạn tu thì nó đưa đến đà lạt luôn à, bạn tu nó đưa đi đến đà lạt luôn nó lúc đó hình như là cũng có hai thằng ba đứa gái dặn đưa đi lên tới đà lạt lên đà lạt xong rồi cái tụi nó đi về rồi là những đức ở tu Một phát một năm năm luôn Không đi đâu hết luôn Đúng năm năm Ở trên đó là là, là nhiệt tình ở trên đó luôn Rồi xong đi xuống đây bây giờ gần 6 năm Gần 11 năm Rồi bây giờ ai cũng nói <laughs> Tu thiệt rồi đó <laughs> Nên mấy anh chủ đồ gặp lại những đứa nói, Em làm thiệt hả trời nói như nói đùa nhưng mà làm tuyệt những đức nói thật sự với anh ấy, khi em nhậu em cũng quyết tâm lắm khi em chơi em cũng nhiệt tình lắm mà khi em tu em cũng tu thiệt chứ không có nói đùa đâu thật sự mà nói em cũng nản lắm bên ngoài em cũng chán lắm rồi bây giờ gặp con đường này bây giờ em cũng không có còn cha mẹ gì hết rồi cũng không có vợ con gì hết thì con đường này em đi là em đi thiệt chứ làm sao đùa được anh có mình em mà chết em còn chưa sợ mà tại vì ngoài ngày xưa ngoài đời mình không có ai người thân gì bao nhiêu nên mình không có sợ gì chứ á khi đi tu mình cũng liều lắm quý vị nó nên nó trải qua thời gian vậy đi tu mới thấy cái kết quả đặc biệt nên những đức thường nói rằng là phật pháp đã cho mình cuộc sống cuộc sống có ý nghĩa nên những đức nói với tất cả những người quý vị mà cảm thấy cuộc đời bị bế tắc á phật pháp này cho vì một con đường sống á những đức bây giờ sống tốt sống còn đặc biệt sống vui sống có ý nghĩa bao nhiêu nhân viên bao nhiêu tình cảm những đứa có quá trời luôn ngày xưa những đứa ngoài đời trọng bạn vô cùng chơi với bạn biết bao nhiêu mà nói bạn bè nhiều đừng có nói nữa vậy mà đi vô đạo những đứa bây giờ gấp một ngàn vạn lần của ngày xưa ở ngoài đời luôn bạn có nghĩa là bốn phương quá trời luôn bạn bè nhiều quá luôn à, chọn đi quý vị suy nghĩ đi Đấy không cả bây giờ con nít cũng vậy nó rồi nó quý thương mình ngộ ghê luôn đó, rõ ràng Phật Pháp cho mình cuộc sống ý nghĩa thấy chưa? Vậy bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây mà quý vị gặp Phật Pháp, quý vị khổ cái gì? Bây giờ bị khổ cái gì, bị lo cái gì cho nó nó mệt. Bây giờ quý vị cứ lo làm đúng trách nhiệm của mình đi. Tất cả những cương vị gì mình cần làm, cứ làm hết lòng mình đi. Giàu cũng được mà nghèo cũng được nữa. Không phải là bất cần, nhưng mà thật sự là đã hết lòng rồi. Đã hết lòng rồi. Hết lòng mà nó vẫn không được, quý vị lo làm chi ạ Hết lòng mà nó vẫn không được rồi bạn tâm làm gì? Đã là hết lòng mà còn không được mà đi buồn khổ nữa. Vậy thì quý vị làm cái chuyện này là làm cái chuyện tầm bậy. Đã là hết lòng mà, mà nó vẫn là không được. Chứ đâu phải là mình không hết lòng đâu. Đó. Bây giờ quý vị coi những đức lo cho mấy trăm bà cụ già. Những đức hết lòng như đức phiên mỗi ngày mấy bà không nghe những đức thì những đức cũng nuôi hết bà à. Nhưng mà mấy bà không làm chân thật thì cuối cuộc đời bà chết không được tốt. Còn bà nào nghe lời những đức thì bà đó được tốt. Cái bà cụ mới đây 92 tuổi nè Cái buổi chia sẻ Phật Pháp bữa đó đó Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Những đức cái kia mấy chú Ông sắp cái xá lợi của bà cụ lại đó Thành chữ Phật đó quý vị Trời ơi bà cụ này là đặc biệt vô cùng luôn Bà ra đi bà lưu lại xá lợi quá trời luôn Mà bà ra đi đặc biệt đó quý vị Đúng là cái công đức niệm Phật này bất khả tư nghì Khi chết nó không có đến nỗi đau đớn quý vị ơi Trời ơi một người cư sĩ Bởi vì những đức nói rằng có nhiều người, người ta tu lâu người ta không tin đừng có nói là con người ở thế gian này tu lâu không tin cho quý vị biết trong kinh vô lượng thọ phật nói đó nghe quý vị có nhiều vị bồ tát sơ phát tâm đều là không tin pháp môn tịnh độ bao nhiêu vị bồ tát đều là thối bồ đề tâm là do không tin tịnh độ không tin tịnh độ luôn á tại vì sao vì từ khi sơ phát tâm vậy mà tu cho đến khi mà Chứng vả vị Thời gian tu rất là dài Bỏ công rất là nhiều Nhưng mà được có chút xíu à Mà bây giờ niệm một câu ai với Đạo Phật này Mà kẻ phàm phu mình niệm một câu ai với Đạo Phật này Mà không cần phải nói đến đi Vậy mà quý vị thành tựu con đường giảng sanh về cực lạc Quý vị là nhất sanh bộ xứ nhất Phật thừa Mà cái địa vị nhất sanh bộ xứ này là địa vị của ai quý vị biết không Bồ Tát Di Lặc á Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ á Khi mà giáo pháp Đức Thế Tôn diệt tặng xong á Qua hơn 57 ức năm sau là Bồ Tát Di Lặc ngày xuống thế ngày thành Phật á là Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát dứt sanh bổ xứ là Bồ Tát kế thừa vị Phật kế tiếp mà quý vị về thế giới cực lạc quý vị là Bồ Tát dứt sanh bổ Sứ như vậy thì bổ Sứ quý vị đi đâu bổ Sứ quý vị đi tha phương pháp giới của chư Phật bất cứ một vị Phật nào nhập niết bàn thì quý vị đến nơi đó để kế thừa để màu hóa độ quốc độ mà quý vị có duyên đến ờ, cái địa vị mà nhất sanh bổ xứ này lớn lắm trong địa vị phật pháp là lớn lắm vậy mà cái người lè tè niệm phật gì mà giảng sanh về thế giới cực lạc là nhất sanh bộ xứ ai mà tin nổi không nên mới nói rằng là pháp môn tịnh độ này người không đủ thiện căn không tin pháp này cái người mà tin tịnh độ này là người đủ thiện căn với đức nhân viên mới tin pháp này quý vị nói rằng là ông mà đủ thiện căn với đức nhân viên hả à? tôi tôi nghe ông nói ông kể ông hư hỏng gì mà thiện căn với đức nhân viên cái gì không phải không phải nói về cái chuyện hư đó cũng như á, là vô não khi mà gặp Đức Thế Tôn á, Vô não là một tay giết người vô cùng là nhiều Nhưng mà ông vừa nghe Đức Phật thuyết Pháp Cái là ông khai ngộ liền không nói chứ Đây là bậc Thượng căn Vừa nghe là khai ngộ liền không nói chứ Tuy là người ta không có tu từ đầu gì hết Nhưng mà người ta vừa nghe Phật Pháp là người ta tự nhiên giác ngộ liền Cái người như vậy mới gọi là cái người có thiện căn dài còn có những người tuy người ta học Phật từ nhỏ luôn Nhưng mà người ta cứ lề rề lề rề lề rề Người ta đi từng cấp từng cấp từng cấp từng cấp Người ta bước không bước Người ta cứ trong đạo lai rai lai rai, rai Vậy thì không phải nói là thiện căn Mà cái người thiện căn là họ nghe ngay cái pháp thù thắng Mà ngộ lắm cái pháp này họ nghe họ lại tin Quý vị coi có những bà già quý vị nhìn bà thiện căn cái gì Như dương đầu ngốc thiện căn gì Ta nói dương đầu ngốc á Đi tiểu không biết tránh người rồi á, Lão Đức Hòa Thượng đi tiểu cũng biết tránh người Vậy mà thiện căn cái gì? Nhưng mà lạ lắm Về câu ai với Đào Phật thì họ lại niệm hoài Dương Đồng Ngốc thì niệm câu Phật hiểu hoài Lão Đức Hòa Thượng ngu khờ Nhưng niệm câu Phật hiểu hoài luôn Vậy mà những người vô cùng thông minh Vậy mà không chịu niệm câu Phật hiểu Nên Dương Đồng Ngốc khi giảng sanh Thì nói với thầy rằng thầy ơi Con ngu khờ thầy dạy cho con niệm Một câu ai với Đào Phật Suốt nhiều năm nay con nghe lời thầy con niệm Phật Thầy tu trước con 18 năm Nhưng mà thầy lại không chịu niệm Phật Bây giờ con đã thành tựu con đường giảng sanh rồi Còn thầy thì vẫn là chưa được giảng sanh Khi con ra đi con xin khuyên thầy Thầy nên chân thật niệm Phật đi Pháp môn tịnh độ này thù thắng Nếu thầy chịu niệm Phật Thì thầy đã giảng sanh trước con rồi Thấy không Đó Xin thưa quý vị nghe Có nhiều vị học giả Họ biết tình độ này thù thắng Họ biết tình độ này thù thắng Nhưng mà họ không niệm Phật Họ biết tình độ thù thắng Nhưng không niệm Phật Có không? Có Có Biết tình độ thù thắng Nhưng niệm Phật được không? Không Kêu họ niệm họ niệm không? Không luôn Vì sao họ không niệm? Họ nói tôi niệm từ tâm Rồi xong rồi Xong rồi đó Họ không chịu niệm Vậy là người này là người sao? Không có tính vào thiện căn của người này. Còn nếu như quý vị là người bình thường nhất như vậy mà đi đâu, ngồi đâu cũng là A gì Đà Phật, A gì Đà Phật, A Di Đà Phật, A gì Đà Phật, A gì Đà Phật, A gì Đà Phật. Một bà già ngồi băng ghế cứ ngồi nghiêu ngao cháu ngoại ngồi A Di Đà Phật, A gì Đà Phật, ai gì Đà Phật. Cái miệng cái niệm Phật hoài. Còn có nhiều bà tay thì lụm rác tay kia cầm máy bấm số niệm Phật, còn hai tay làm việc thì cái miệng à ai di đạo Phật, ai đạo Phật, ai với đạo Phật. Đây là thiện căn nè. Người chịu niệm Phật là người có thiện căn. Người chịu niệm Phật là người có phước đức. Còn không chịu niệm Phật chỉ là biết tịnh độ thù thắng mà không chịu niệm, như vậy thì không nói vào thiện căn phước đức. Dù người này có làm việc lớn lao cỡ nào ở cõi đời này đi chăng nữa, nhưng họ không chịu niệm Phật thì không nói đến cái chuyện thiện căn phước đức không nói đến luôn cái chuyện thiện căn phước đức là khác nghe quý vị cho quý vị biết đó niệm phật là nhân thành phật là quả là thiện căn phước đức đó không niệm phật làm sao mà mà có cái quả phở quý vị tu các pháp khác quý vị tu nổi không làm sao tu nổi quý vị nghĩ như ngộ đạt Quát sư những đức thường nhắc mười đời là bậc cao tăng còn chịu thấu còn có thể nhập vào đầu gối là một ghé mặt người được quý vị là ai mà bây giờ chúng ta đừng nói là 10 đời một đời này chúng ta không giải thoát thì nghiệp quả nó đã lôi kéo chúng ta tiêu chúng ta rồi ngộ đạt còn chịu 10 đời là bậc cao tăng có thằng hộ pháp hộ trì nên là chịu thố không nhập vào đầu gối là một ghé mặt người được vậy mà vừa mới có khởi tâm không phải thôi vậy mà chịu thố nhập vào đầu gối là một ghé mặt người được thì quý vị biết là ngoài cũng môn tịnh độ này phải trải thời gian ba đại a tăng kỳ kiếp chỉ có pháp môn tịnh độ này mới một đời nè Nhưng muốn một đời này thì phải làm sao Từ khi gặp tịnh độ là phải niệm Phật cho đến cuối cuộc đời Nhớ Từ khi gặp tịnh độ là phải niệm hết cuộc đời này không thay đổi luôn Nhưng quý vị tin rằng là pháp môn tịnh độ này nó độ lạ thường lắm Nó độ người ta lạ thường lắm có những cô mà lúc trước mà dẫn chồng dẫn con đi lao đao lặng đặng muốn độ đố mà độ được làm sao độ được Nếu dẫn đi mà độ được Thì ai cũng dẫn đi rồi Quý vị cứ lo tu cho tốt An lạc tâm đi Rồi tự nhiên người ta thấy quý vị người ta sẽ tu à. Không tin hả Không tin thì cứ làm việc cực khổ đi Cứ làm việc cực khổ mà mình cũng không đạt được bao nhiêu nữa Nếu quý vị mà lo tu cho thật tốt đi Người ta vừa nhìn quý vị là người ta muốn tu liền Thí dụ như bây giờ Nếu như mà hàng Phật tử về chùa mình Mà nhận đức mở miệng ra nói một cái là nào là góp cái này nào là gom cái kia vậy thì quý vị chịu gì đây không không đâu một là gì con muốn cúng mà không có tiền về đây gặp thầy ngại quá nên nghĩ về là được nhất hai là nghe thầy nói con còn muốn kiếm tiền mà thầy kêu con đưa tiền tiền đâu con đưa thôi nghĩ về đây ba là con thấy tu hành có phước gì đâu con gặp thầy là thầy xin tiền con à thôi tu hành làm gì khỏi tu luôn còn nhiều lắm Nói ba thứ gì thôi là đủ biết rồi Tại sao mà người ta thích về đây Về đây đều đem cái tốt nhất chia cho người ta Chỉ cho người ta một phương pháp tu Chỉ cần có tiền xe đi đến đây là được rồi Mà còn nhiều người bây giờ người ta muốn phát tâm thuê xe chở người đi đến đây tu luôn đó quý vị Ờ à, Rồi bây giờ quý vị biết rằng Bao nhiêu tỉnh thành ở miền ngoài Người ta mở những vị trí Đặt máy nghe pháp của những đức Đặt dùm cho người khác luôn đó à, Thì biết biết nhiều như vậy đó Thì vị biết có một tịnh độ nó thù thắng cỡ nào Một kẻ không ra gì Không có học thức gì hết Như vậy đó mà chỉ có khuyên người ta niệm Phật thôi Mà cái kết quả thù thắng như vậy đó Bây giờ chúng ta mà nói chuyện mà nói như vậy Đụng đến ai Không đụng ai hết trơn nó quý vị biết rằng cái chặn dịch bệnh với hởm đúng là một bài học đặc biệt dịch bệnh một phát những đức ngồi thu âm không thu âm xong những đức cứ nghe lại những đức nói ô thu âm nó chắc ăn quá ta Thu âm nó nói chuyện nó không có sốc hước nha Còn nói chuyện có công chúng người ta vỗ tay cái mình hứng lên này, Chúng mình nói chúng mình Mình nói chúng <laughs> ờ, nói chuyện chú nghe gì ghê quá Bị à. người ta ghét Cái thời gian nó thu âm trong phòng thu Thời gian cái tự nhiên lên nói chuyện nó không có nói Cái này kia nhiều nữa quý vị Mà nó nói cái pháp tu thôi à. à, Ngộ ghê đúng là Mình niệm Phật Phật nhắc mình quý vị ơi Bây giờ nhìn Đức lấy cái chương trình thu âm luôn vậy đó nó chỉ là chủ nhật hoặc là những ngày lễ lọc gì đông quá Mình nói chuyện với công chúng gì thôi Còn như là thu âm hoài vậy đó Cứ là ngày nào cũng là mấy ngàn người Mấy ngàn người người ta coi hoài vậy Nếu cả cuộc đời mình mà cùng với mấy ngàn người này Mà về cực lạc thì cuộc đời mình đi đến thế gian này đặc biệt à. Thấy ý nghĩa à. Mà những đức khi mà chết đi đó quý vị Là những đức để là một câu ai gì Phật niệm đến cùng á uhm. Khi những đức chết đi là những đức có một phương pháp để lại đó đó là một câu ai là Phật niệm đến cùng Tại vì những đức đã học hơn 500 tập rồi Mà bây giờ nó đã có một cái mô hình này, Mà nhiều người đã nghe nói Ông thầy một câu ai là Phật niệm đến cùng à, Ngộ ghê Bởi vì nhất môn thâm nhập quân tu Phải lâu dài là như vậy đó quý vị Vì nghe lời tổ nè Đây là triệt ngộ thiền sư nè Triệt ngộ rồi đã nghe Vị này là triệt ngộ rồi đó Mà ngài nói bài kệ là Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề Dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật Ngài, ngài dạy chúng ta nè Đầu mối quan hệ trong vòng sống chết của chúng ta Vì có hai thứ Tâm lực và nghiệp lực Tâm lực là tâm niệm có nhiều mối Khi lâm chung đi theo mối nặng nhất Nghiệp lực ví như người mang nợ Chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên Nghiệp lực tuy lớn nhưng tâm lực lại càng lớn hơn Bởi nghiệp không tự tánh Hoàn toàn nương nơ tâm nên khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp thêm mạnh. Nếu ta dùng trọng tâm mà tu tịnh độ, tất tịnh nghiệp mạnh. khi lâm chung quyết định sanh về tây phương, ví như cây to tường cao nghiêng hướng về tây, ngày kia khi ngã đổ tắt cũng hướng về tây vậy, hay chưa? à, nên à, nghiệp lực tuy là mạnh nhưng nó không có tự tánh. Còn tâm lực của chúng ta là có tự tánh làm Phật viên mãn Bây giờ chúng ta dùng tâm này để niệm Phật Dùng nghiệp lực có nặng cỡ nào đi chăng nữa Nhưng mà chúng ta dùng tịnh nghiệp Để mà tu là dùng tâm niệm Phật để nhớ Phật Cái tâm hướng về tịnh độ mạnh như vậy Thì giống như tường nghiêng về tay Cây to nghiêng về tay Nếu khi ngã bất tử, sụp bất tử Cũng là về tay Là do cái tâm này quý vị Đó. Tổ nhắc quan trọng chưa nên phải bồi dưỡng cái tính nguyện này cho chắc Khi tu tịnh độ Nên quý vị không phải một ngày một bữa Mà có thể lót được cái nền móng tịnh độ này kiên cố đâu Cả bạn đồng tu của chúng ta Mà tu vài năm mà bỏ cuộc Quý vị ý đi phải không Quý vị nhớ nghe Cả đi hộ niệm đó Phải cẩn thận Bỏ tịnh độ đó Đi hộ niệm vẫn bỏ tịnh độ luôn Quý vị nói trọ thầy ơi Đi hộ niệm là đi niệm Phật mà làm gì bỏ tinh độ à, bỏ tinh độ đó Vì sao vì biết không Bị giọng cảnh nhiều quá Chú vào nghiệp mạnh quá Mà không chú vào tâm tu cao Nghiệp mạnh thì nghiệp nó sẽ kéo Tâm nó yếu rồi Tức khắc nghiệp nó kéo luôn à Là tâm này nó quy theo nghiệp luôn Tại vì quý vị phải đặt tâm tu tịnh độ cho mạnh Như vậy thì không bị nghiệp kéo lôi nhưng mà do quý vị không chú trọng về tâm, nhưng mà quý vị chú trọng vào cảnh bên ngoài, cảnh bên ngoài là nghiệp. Nên quý vị chú tâm vào cảnh bên ngoài nhiều quá, tuy là đi niệm Phật đi hộ niệm nhưng cuối cùng quý vị là nghĩ rằng là đi hộ cho người ta, cuối cùng quý vị cứ nghĩ đi hộ cho người ta mà quý vị không trọng tâm về chính mình tu nên cuối cùng đi hộ niệm vẫn bị sạc cánh luôn. Trời ơi quý vị biết rằng kinh nghiệm kinh nghiệm xương máu ở trong chùa. Nghe nhiều ban tu hành nhiều năm Mấy chục năm đến gặp những đức con tu tịnh độ cuối cùng vẫn bị bỏ cuộc. Gặp bao nhiêu phái đoàn gọi niệm Phật quá trời luôn cuối cùng bỏ cuộc luôn. Vì sao? Vì đi nhiều mà bỏ cuộc. Tôi đã học được một phương pháp. Chính quý vị đã dạy tôi. Phương pháp gì? Quý vị đi tôi không đi. Tôi biết đi là sẽ thất bại. Nên tôi ở một nơi tôi cố gắng đưa cái cờ A-Di-Đào Phật này cao lên từ từ đưa lên cao, đưa lên cao từ từ. Khi cái cờ này cao rồi thì tự nhiên chúng sanh khắp nơi cho thấy cái cờ này đang phát quang. Khi chúng sanh khắp nơi đã thấy cái cờ này đang phát quang thì tự nhiên họ đến với tôi. Mà họ đến với tôi là do tự họ đến. Tự họ đến thì tôi quyết định vô cùng mạnh. Còn nếu như tôi đi tìm họ thì tôi luôn luôn là bị động. Đã là bị động thì lời nói phải nhiều phương tiện quá mà nhiều phương tiện mà không đủ trí tuệ thì bị phương tiện kéo lôi chúng ta bị hư. Nên tôi chủ động Chủ động nên tôi dám nói thẳng Vì sao? Vì quý vị tự tìm đến tôi Thì tôi dám nói thẳng Đó Tuy là những câu này là một kẻ ngốc nói Nhưng mà quý vị phải để ý đó Dù là hiện tại có những bậc nói rằng là tôi bao nhiêu chục năm Nhưng phải để ý cái câu này đó Phải để ý đó quý vị Nhớ đó cái Câu này vô cùng quan trọng đó Rất là nhiều người tu vài chục năm vẫn không thoát được cái câu này đó vẫn là bị cái duyên nó lôi kéo là vì sao đi tìm người ta đi tìm người ta dù là chúng bao nhiêu trăm người đi chăng nữa quý vị chỉ cần dạy chúng quý vị cố gắng tu hành về tịnh nghiệp cho đàng hoàng đi thì chúng quý vị tự nhiên sẽ có phước mà chúng đã có phước rồi thì cơm ăn áo bằng cuộc sống ổn định liền thì trong gia đình quý vị cũng vậy quý vị chỉ cần dạy con quý vị có đạo đức anh em nó đừng có giành cổ cải với nhau và nó nói lời chân thật thì gia đình quý vị sẽ không bao giờ thiếu cơm ăn à. không bao giờ thiếu cơm ăn à. đây gia đình này nè cái gia đình này nè Cái gia đình này là tất cả con người Ai cũng tới giờ ăn cơm là cùng ăn cơm Cái gì là có ăn là cùng ăn chung Có nghĩa là gia đình này Nếu mà những đức nói rằng ai cho một cái bánh Là đập dẹp ra để vô một cái lu nước Quậy điêu múc người một chén nước uống luôn Cái gia đình này nè quý vị Cái gia đình này nó ăn uống vậy đó Nó Quý vị biết rằng đồ ăn mà ta ăn dư này kia Đồ cô liên đạo cô bỏ vô cái máy xay của xay Có xay dư <laughs> xây <laughs> những đức nói rằng là sưng tố thập cẩm của liên đạo ồ chùa hộp pháp của cô liên đạo là gọi là một tay nghề làm sưng tố sưng <laughs> tố thập cẩm mà tất cả quý thầy trong chùa mình là ai cũng biết tay nghề của cô liên đạo hết chứ khi mà đồ ăn mà dư đồ này kia chút đỉnh có bỏ vô máy xây mới xây hết Bà xây xong á cái đầu bà bỏ vô nước bà, bà nấu lên bắt đầu bà cho miếng màu đỏ đỏ vô đỏ đỏ với mấy ông thầy nó công nhận cái món này á nó đỏ ngon quá trời rồi mấy thầy cứ người chén hút hút hỏi liên đạo sưng tố này sưng tố gì mà ngon dữ cô liên đạo cô nói sưng tố thập cẩm <laughs> nhưng đức thì biết nhưng đức mấy mà làm vậy đức nói tôi không dám sưng tố này tôi không dám <cười> <cười> thập cẩm dữ quá nên từ đó bị biết rằng nó đó, đó nghĩa là người ta biết tích phước rồi á trong kho đồ ăn quý vị kiểm tra xuống coi thức ăn gì mà mà còn vài tháng rồi nữa là phải đem ra hết liền không có nói chứ cái gì mà dư là chia người ta hết không có nói mà để mà mà tôn động ở trong nhà kho nhiều đều là như vậy nên quý vị coi làm sao mà thiếu phước được làm sao mà thiếu phước được hả quý vị cái cách này quý vị cứ chăng thật mà làm đi nhớ nè đừng có tích của quá tích của là con mình hư tại vì sao gì biết không vì con thấy có cổ nhiều mà không chịu lo làm ăn tích cổ con hư nó gọi là tích cổ là tích tai là như vậy đó khi mình cho con mình một cái tư tưởng rằng con yên tâm về sau con không có thiếu thốn gì đâu là quý vị đang tạo cho con quý vị hư đó ừ tích cổ là tích tai là như vậy rồi bắt đầu là nó thấy nó có một căn nhà rồi nó đang nhìn cái căn nhà mặt tiền thì nó tranh đấu với anh em nó tích của là hư con là như vậy nghe không phải nhớ đó từ nơi đó một tịnh độ này đặc biệt quý vị nghe lời á, triệt ngộ thiền sư mà tổ thứ 12 của tịnh độ tông ngày dạy chưa phải phát tín nguyện cho chắc nghe không tiếp tục ngày dạy nè thế nào là trọng tâm chúng ta tu tịnh độ lòng tin quý ở nơi sâu chí nguyện quý ở nơi thiết Do tính nguyện sâu thiết Nên tất cả tà thiết không thể lai động Tất cả cảnh duyên không thể kéo lôi Giả sử đang khi ta niệm Phật Bỗng tổ đạt ma hiện ra Bảo phải bỏ tịnh tu Theo thiền Có thể liền giác ngộ Thì cũng tư tạ không dám tưng lời Hay dù Đức Thích Ca hiện thân Bảo có pháp môn khác hơn tịnh độ Vậy ta phải bỏ niệm Phật để tu môn kia Ta cũng đánh lễ mà từ khước Giữ vững như vậy Mới gọi là lòng tin sâu sắc Đặc biệt không? Quá đặc biệt Ồ, Tin tịnh độ, tu tịnh độ Mà nghe những câu này thì thôi nó tuyệt vời Đừng có nói nữa Nói vì nghe thấy hừng hực cái tâm chưa? Nó đi về đây là bổ túc cái tâm gì niệm Phật nè mà khi nhớ nghe nắm câu vật hiệu này mà niệm rồi là thôi khỏi lo sợ dịch bệnh khỏi lo sợ động đất khỏi lo sợ chiến tranh khỏi lo sợ bất cứ một sự việc gì với cõi đời này hết gì sao vì mỗi ngày niệm niệm cầu sanh cực lạc mà sợ cái gì nữa bây giờ chứ cõi đời này mới bị, bị sợ cái gì nó tùm lum hết trơn rồi sợ cái gì nữa bây giờ nó tràn lan đại hải hết trơn rồi con người bây giờ là hết cứu rồi Chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta kết duyên cho họ hết lòng thôi Cứu không nổi đâu Cả con cháu người thân mình cứu không được đâu quý vị ơi Vì gì cực lạc trước đi Nhưng mà mấy vị nên chân thật Dù là một câu vật hiệu cũng nên kết duyên Kết duyên ai đủ duyên thì thiên hướng đến Còn ai không đủ duyên thì thôi Đừng có chấp nhất cái chỗ đó nghe không Đó hết cứu rồi Không có cứu nổi đâu thôi cả chúng ta mà ngồi tu đông trong đây nè, quý vị biết rằng nghe thì nghe như vậy nó mà buông ra một cái là nó nhào đầu này nó nhào đầu kia tùm lum hết trơn. đâu mà nó, hướng một chỗ, ai kệ người ta, nhận đức cứ lo niệm Phật của mình à. Cứ lo mỗi ngày trong chùa niệm Phật thôi, đây là việc làm rõ ràng bao nhiêu năm nay quý vị thấy những đức đó không? Rõ ràng những đức ở trong chùa những đức tu thôi. À. Cứ ở chùa quay niệm Phật vậy đó kệ. Cái này rai lại rai vậy đó, cái niệm Phật vậy đó. Vậy mà càng niệm Phật càng thích. Càng niệm Phật càng có tính tâm Đó lòng tin mà tổ dạy đó, thấy chưa Mà văn tự này đâu có đơn giản đâu Nếu Phật mà không phải có tu có hành có chứng Làm sao nói văn tự này hả quý vị Cái văn tự này đâu có đơn giản Tổ sư Đạt Ma đến mà gọi là chỉ cho pháp tu thiền Dẫn là giữ tu tịnh độ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đến dạy cho ta một cái pháp tu Còn đặc biệt hơn tịnh độ ta cũng là đánh lễ khước từ Quý vị nói văn tự này nếu là không phải phật bồ tát đến thế gian này làm sao dám nói văn tự này nếu văn tự này mà không phải phật bồ tát thì không ai dám nói hết nói văn tự này chắc chắn đọ không còn ngày ra luôn các vị biết nghĩa là tình độ này quá thù thắng nên phật bồ tát phải nói cái văn tự này cho chúng ta nghe đó nó nghe thêm đoạn nữa này chuẩn bị hết giờ về phần nguyện ví như có vòng sắt nóng đỏ xây vầng trên đầu Ta cũng không vì sự khổ ấy mà thối thất chí vãng sanh Lại như có cảnh dục lạc màu nhiệm nhất của chuyển lưng vương hiện đến Ta cũng không vì sự vui sướng đó mà quên tâm niệm cầu về cực lạc Gặp những cảnh duyên nghịch cung cực như thế Mà vẫn không đổi lòng mới gọi là trí nguyện tha thiết đó, nghe chưa? vị thấy không? Về nguyện ví như có vòng sắt nóng xây vằn trên đầu, ta cũng không vì sự khổ ấy mà thối thắt chí vãng sanh. Cái vòng sắt này ví dụ như bây giờ sống trong gia đình gặp bao nhiêu cảnh ngộ Nào là chồng hay vợ hay con hay là đủ thứ cảnh duyên Khảo đảo làm mình đau khổ cung cực luôn Nhưng quý vị cũng không bao giờ thối cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc không? Không chi là ngồi đau chân một chút thôi Mà chúng ta muốn chạy đi bó bên ngoài Đau chân thì thẳng chân ra Có <laughs> gì đâu mà chạy Cứ ngồi chân thật mà chúng ta cùng tu tịnh độ Phải không Quý vị biết rằng là Thời gian của chúng ta mà ngồi được chia sẻ như vậy Có khi mỗi tuần chủ nhật Quý vị được như vậy Thì quý vị thấy nó bình thường lắm nhưng mà một ngày nào nó không được như vậy nữa Thì lúc đó quý vị sẽ thấy nó tự nhiên Nó nó vắng sao đâu ngộ quá Nhưng mà cái cõi đời này á, Lúc được lúc mắt đó quý vị à. Ừ Nên từ nơi đó chúng ta nên biết Trân quý những giây phút có được đi Nên trân quý Nên tổ nói rằng Dù là một cái vòng sắt mà đeo trên đầu Vòng sắt nóng đeo trên đầu Sự khổ đau này cùng cực Quý vị nghĩ đi bây giờ nè cái đầu mình mà chỉ cần một cái cây nhang mà châm vào đầu mình thôi là mình thấy nó cũng nóng cực kỳ, không chi là vòng sắt nóng đang lửa cháy hừng hực mà đeo trên đầu, sự đau đớn này cỡ nào? vậy mà người này vẫn không mất cái chí nguyện cầu sanh cực lạc của họ, vẫn giữ cái tâm niệm phật cầu sanh cực lạc, như là sống ở cõi đời này gặp bao nhiêu sự khổ đau cung cực, người ta giật cổ mình, người ta giật chồng mình, người ta giật vợ mình, người ta, mình, người ta lấy con mình. Người ta làm bao nhiêu sự việc Mà gọi là người ta áp đặt mình nặng nề Cũng như là dòng sắt nóng Đội trên đầu Nhưng mà trí nguyện vãng sanh này Vẫn là kiên cố giữ. Đây mới gọi là nguyện thiết tha Niệm Phật cầu sanh cực lạc <laughs> không? Cái nguyện nó thiết tha như vậy đó Thì nghiệp gì mà không tiếu Cái tâm mà thiết tha niệm Phật như vậy Tính Phật như vậy Thì nghiệp gì không tiếu Quý vị ở đây dù là mang nghiệp phá thai bao nhiêu lần đi chăng nữa Chỉ cần giữ cái tâm nguyện thiết tha niệm Phật Cái tâm nguyện thiết tha niệm Phật Quý vị thấy những đức chia sẻ tình độ Có những lúc mà nó hưng ngực cái tâm đó không Gồng luôn <cười> <cười> Quý vị thấy Trời ơi Giống như diễn sức mà nói là thật sự luôn á Chứ không có nói đùa đùa Như ngày xưa mà để đức thích giác nhàng thở xưa phải không cái thời xưa mà giảng pháp để đức Thích Giác nhà quý vị nghe nghe thầy dắt nhà ngày xưa giảng không ngày xưa nha thì thấy không không cái thờ đó là cái thờ đó đúng hoàng kim đó nha cái thờ là thờ có tu á ờ vậy đó ồ cái thờ đó thôi nó thu hút đừng có nói nó thôi thầy đi đến đâu là lại 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 đến đó nên nên những đức ở bên thầy mà những đức cũng học được cái đó luôn nên bây giờ mà những đức nói ai phật tử nào mà đến lại đức nói ai vậy là phật tu lại là bà bây giờ lại tôi rồi cho bà làm bà lại tôi bà lại phật đi lại tôi lại tôi nữa tôi tôi ngã mạng bây giờ trời là trời tiêu tôi bây giờ tôi sợ lắm có lại nên có nhiều cô ở xa có nghe mà nói chuyện của quý mến mà quá gặp bà quỳ xuống đây bà đứng lên nghe chưa bà đó rồi trời, ơi, trời, sao kỳ cô mới chẳng, tự nhiên mình quỳ vừa quỳ xuống cao này mà đứng lên Bà mà không đứng lên là có chuyện đó. Hả? À, cái gì vậy? sao thầy khác ở trong mái quỷ? vậy? Trong mái khác nha. Yeah. <laughs> ở ngoài bà quỳ 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 là có chuyện đó. Vì kỳ thầy con đánh lễ. Thôi đánh lễ gì? Lễ Phật đi. Tôi là phàm phu mà đánh lễ đánh gì? Phàm phu mà đánh lễ vậy bà nó tưởng nó nói là Phật sao? Tôi đâu phải là Phật đâu. Tôi là phàm phu rồi biết không? bà lễ tôi tôi ngã mạng thiệt á chứ mà nó đùa nó mà bây giờ á trời <laughs> ơi nó tiếu kinh khủng luôn nghĩa là thôi tôi có gì vậy đi mấy bà tránh xa giùm tôi đi mệt quá cứ nghe là nghe cứ tu đi đừng có nói dòng do cái 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 này tôi đã trải qua kinh nghiệm tôi rút kinh nghiệm thôi thôi ngày xưa mà tôi gặp một vị thầy mà lại mà sát dáng luôn mà, mà đòn đòn đến ào 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 đến mà, mà tới khi mình tu không được nó tránh xa mình hết trơn tôi kinh nghiệm mà thôi, 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 xa tôi đi, cùng tu đi, đừng có đến gần, đến gần, mất công mai mốt nó dính mắt, thà xa, mai mốt nó có xa thì tự nhiên nó đi mất tiêu luôn thì thôi, mình cũng không có biết cái ai bên cạnh mình nữa, còn nó đến gần rồi mai mốt đi cái tự nhiên thấy cô đơn, <laughs> thấy chưa, khổ chưa? nó thôi, đừng có cho những cái giây phút mà gần gũi như vậy, để rồi mai mốt lấy lại rồi nó ta khổ đau lắm biết không? Nên kẻ ác nhất là cho người ta thương Rồi lấy lại tình thương đó Mới là khổ, mới là ác đúng không Nên thôi chung chung đi Chúng ta có chung đạo đi quý vị Nghe cái gì được thì tu Chứ đừng có nói nó cao xa gì Đừng có nói ông thầy này không phải người đơn giản đâu Đơn giản cái gì Đơn giản Đơn giản như đang giỡn vậy đó Đó là <laughs> tình độ này rõ ràng luôn quý vị ơi à, tình độ này rõ ràng là đơn giản như đang giỡn vậy đó Ngộ lắm vừa đang giỡn tu niệm Phật Mà vừa thật thật giả giả Thật thật, thật giả giả Vậy mà tu an lạc lắm nha Thật thật giả giả thật thật giả giả Nhưng mà tu an lạc lắm Còn ai mà nói Tôi buồn xả Buồn xả hết luôn Chồng buồn xả anh luôn Còn buồn xả luôn Nhà cửa bán luôn Vợ ở đâu Đi ra đường ở một thời gian thì te tua tả tơ mặt mày bơ vờ Bạn đồng tu hỏi Ủa nay cô bu xả cho mặt mày ghê vậy Bu xả nên mặt mới gì nè Bây giờ bu xả với khùng luôn hả Thấy không Bu xả là bu xả cái tình chấp của cái tâm á còn cái việc cuộc sống gia đình của mình thì nó bình thường Ngày xưa thì chồng tôi, ngày xưa vợ tôi, ngày xưa con tôi Nếu cái này mà mất đi là tôi khổ vô cùng Còn bây giờ là cũng chồng tôi, vợ tôi, con tôi Nhưng mà nó đủ duyên thì đến mà hết duyên thì xa Nó không phải khổ như ngày xưa là buông xả Buông xả là buông cái tình chấp Khi mà duyên hết là không nắm Vậy là buông xả Chứ làm gì đi đá cái cảnh hiện tại đang sống Chùa như vậy đi đập chùa buông xả Buông xả cái này chắc hòa thượng cạo đầu mày luôn Xả gì kỳ cục <laughs> Đúng không <laughs> chùa là phải sửa phải sơn cho sạch sẽ phòng ốc là phải sơn phết tại vì người ta dựng lên một cơn ngơ cùng mình thì dọn dẹp đây là đúng rồi còn khi tới tay ai là tới tay người đó hòa thượng cho ai thì cho người đó mình đừng có chấp mình đừng có dành vậy là buôn xả chứ đâu phải nói rằng bây giờ tôi buôn xả chùa mặc kệ chùa chùa sập mặc kệ sập ai vô làm gì trong chùa này kệ người ta quýnh lộn gì kệ người ta buôn xả bu xả kiểu này cho thế giới cực lạc cũng chúng ta cũng nghĩ gì luôn quá thế giới cực lạc mà ngài còn đưa ra bốn tám lời nguyện mà tính nguyện trì danh để cầu sanh cực lạc người đi về thế giới cực lạc cũng phải qua một cái chạm đặc biệt đó cái chạm là bạn phải tính nguyện cuối cuộc đời phải phải niệm được từ một niệm đến đến mười niệm bạn mới được về cực lạc hoặc ai với đà còn đưa ra một cái một cái con số như vậy mà chứ đâu phải nói về đây về đây cứ qua hết đi con cứ vô đây vô đây đâu có đâu đâu có dễ gì đâu từ một niệm đến 10 niệm thì chua ăn lắm chứ không có đùa được đâu <laughs> trời ơi mỗi ngày niệm hàng vạn câu phật hiệu nhưng mà cuối cuộc đời thân tứ đại rã rờ đất thì âm 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 nước tràn ngập sống vỗ âm âm gió hù hù hi hi lửa cháy phân phân trong thân mới bị tứ đại này nè sắp sửa rã đó là nó bao nhiêu cuồn cuộn ở đó ào ào lên nó làm cho bị mê mờ đi lúc đó quý vị biết cảnh nghiệp nó lôi kéo nào là cái bên ngoài cái bên trong dễ đây vậy thì lúc này niệm từ một niệm đến 10 niệm sao quý vị đừng có thấy những đức mà nói như vậy mà đùa nghe chưa cách diễn cho quý vị dễ nghe đó sự thật đó sự thật là như vậy đó khi cuối cuộc đời tứ đại đã rời là như vậy đó nên phật quá nói rằng còn hơn con rùa bị lột mai sống còn hơn con bò đang sống mà bị lột da nữa đó. Sự đau đớn như vậy đó Quý vị nói niệm từ một niệm tới 10 niệm đơn giản Nếu quý vị mà không gầy dựng tính nguyện như Chiếc ngộ thiền sư ngày vừa mới nói Quý vị nó cần tử nghiệp niệm từ một niệm đến 10 niệm mà Ai niệm được từ một niệm đến 10 niệm Ai niệm được đâu Trời ơi tuy là nói đơn giản cần tử nghiệp Chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì được giảng sanh Nói để mà gọi là cảm thấy nó đơn giản Nhưng mà nếu quý vị không dụng công Mỗi ngày không lo niệm Phật Để tập thành cái thói quen niệm Phật Thì cận tư nghiệp quý vị niệm cái gì quý vị sẽ biết liền à. Nó cái tâm nghiệp nào nặng nhất nó sẽ đi vào tâm nghiệp đó đó. Nó không đơn giản đâu, nhưng mà tinh độ là dễ nhất rồi đó. Dễ hơn tất cả các pháp khác rồi đó quý vị. Nó nên quý vị mà dù tạo nghiệp nặng nề cỡ nào nhưng gặp tinh độ là có cơ hội rồi. Nên nắm cho chắc đi. Tu tinh độ là đúng rồi. Một câu vật hiệu là tuyệt vời, đừng dòng do gì nữa hết. Nhớ. Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Bổ Hiền, tất cả các danh hiệu phật quý vị niệm một câu phật hiệu này là chắc chắn viên mãn à, chúng ta để ý à, khi mà mình à, à, chia sẻ phật pháp à, đầu tiên đều là niệm bổn sư vậy thì cái ý là để nhắc chúng ta mình là hàng phật tử tu hành phải nghe lời bổn sư thích ca mâu ni phật tại vì uh, ngài là giáo chủ của cõi ta bà này mà đức bổn sư thích ca mâu ni ngài đã quyền ký rồi thờ mạt pháp niệm phật thành tựu nên ngài nói rằng là pháp môn tịnh độ này tu hành càng về sau thì càng phù hợp mọi vị để ý đi phải là nó phù hợp không? thí dụ như bây giờ nè chúng ta niệm phật nè, quý vị để ý là nếu như không phải chúng ta tu pháp môn tịnh độ mỗi ngày niệm phật này với cái thời gian mà của mình bây giờ mà bận biệu cả ngày lo việc này việc kia, nếu mà không phải là pháp môn niệm phật này thì làm sao mình tu được? không thế nào tu được. mà ngài nói rằng là càng về sau càng phù hợp là sao? là vì khi giáo pháp của Đức Thế Tôn diệt tận thì ngài nói rằng bộ kinh vô lượng thọ lưu hành thì 100 năm. Khi mà 100 năm sau là kinh vô lượng thọ cũng mất luôn. Chỉ còn đúng một câu ai với Đà Phật chúng sanh nào nghe được mà tin tin là chịu niệm ai với Đà Phật thì sẽ được độ. Nên Nó nói rằng là càng về sau thì pháp môn tịnh độ người niệm Phật càng phù hợp. Mà hiện tại bây giờ mình thấy rõ ràng Việc mình mỗi ngày quá bận biểu Chỉ có niệm Phật thôi Làm việc này làm việc kia Cái miệng của mình cứ Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật là tu được rồi đó Có những người họ gặp những đứa họ nói rằng Thầy biết rằng là Hai cái thờ khóa sáng tối thôi Có một chút gì thôi Mà có khi con cũng giữ không được bền Giữ không được Chỉ còn có một cách là Cả ngày con là Bất cứ lúc nào là rảnh tay cái là bấm số niệm Phật, rồi có khi cái tay này không rảnh thì cái miệng này cứ tập Ai Di Đà Phật. ai Di Đà Phật. Cứ như vậy mà tu được. Nếu mà không phải là pháp môn niệm Phật này con không còn cách nào tu nữa thì. Thấy không? Nên rõ ràng Đức Phật nói pháp môn tịnh độ tu càng về sau thì càng phù hợp. Và quý vị thấy rằng rõ ràng là cái pháp môn tịnh độ này là hạng căn cơ nào quý vị chú Họ tu cũng được hết Thí dụ như con nít quý vị chỉ niệm Phật cũng được Ngồi tối Trung thu có mấy đứa nít nó bấm số niệm Phật Nó chỉ nó niệm Phật Nó con nít đó, nó bấm nó cũng chỉ Ai với đạo Phật Bấm Ai với đạo Phật Bấm <laughs> không? Rõ ràng chưa Nên con nít từ còn nhỏ ra niệm Phật được Mà nó có nhiều cái hay lắm nha Cái duyên nó đến lạ lắm quý vị ơi cái đứa nít nào tối mà à, người thân ẩm tới nhỏ xíu nó xanh ra đời nó hôi như con chuột cái đó quý vị nó hôi rinh là kỳ cục lắm mà tự nhiên nó đến chùa mà niệm phật nó chân hôi nó ngộ như vậy đó còn cái đứa bé mà hôm qua mà cái đầu bự thiệt là bự hai à, tuổi mấy cái đầu nó bự lắm ngồi nó lùn xỉn à nó không biết nói chuyện u ớ ú ớ nói chuyện không có rõ vậy mà đi đến chùa mà niệm phật á cho cái máy niệm phật nó đeo cổ nó vậy mà bây giờ nó nói chuyện quá trời luôn chính mẹ nó nói rõ ràng luôn bây giờ con còn nói chuyện với lắm thầy ơi nó ngộ như vậy vậy ơi à rồi những đức gặp rất là nhiều người nghe họ ít nói chuyện lắm mà nhìn họ buồn lắm nhìn họ khu khờ lắm vậy mà từ khi họ niệm phật rồi bắt đầu họ lanh lẹ họ nhảy bén rõ ràng là câu ai với đà phật này Ai là vô với đà là lượng phật là giác con người nó khù khờ nó chậm nói chuyện rồi nó chậm cách tiếp xúc tiếp xúc với người sợ hãi lo âu vậy mà niệm phật nó trở thành bình tĩnh à niệm phật nó bình tĩnh tại vì sao vì cái câu vô lượng giác này nè nó lọc hết những cái tâm mà mà cái ngã cái ta của mình đi khi cái ngã cái ta mà nó giảm rồi thì tức khắc mình mình khi mình đối thoại nói chuyện với bất cứ người nào mình cũng tự nhiên lắm vì sao vì mình quên đi cái ta của mình mình đều niệm niệm vì người nếu người nghe cũng được người không nghe cũng không sao người khen mình cũng được mà người người ta không khen mình người ta chê mình cũng được kể người ta thôi đó. nên từ nơi đó mà rất là quan trọng quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ này hay lắm đó nên chúng ta nghe Dùng pháp môn tịnh độ này để tu phước tu duyên Quý vị coi á cái nơi nào niệm Phật phải là nơi đó hưng khởi đặc biệt lạ thường chứ. Một cái chương trình trung thu là một cái chương trình nó quá đơn giản. Nói gì trong Phật giáo là hình như cái chương trình trung thu nó không có dính vô. Ừ, không có dính vô. Vậy mà quý vị coi cái chương trình trung thu chùa mình mà nó thành cái chương trình của Phật giáo vì thấy rõ ràng luôn nó trở thành chương trình của Phật giáo luôn cái chương trình đều là lấy hiếu hạnh làm đầu là chương trình Phật giáo Phật nói trong kinh tâm Phật là tâm hiếu hạnh Phật là hạnh hiếu mà mình lấy chương trình trung thu để mà mình quy tụ con người những con người người ta chưa tu mà người ta gì người ta nghe được cái hạnh hiếu rồi tự nhiên mấy đứa nít nó nó bấm số niệm Phật Nó diễn trình cho những người này nghe Đấy không? Nó là dẫn dắt người ta thấy chưa Bắt đầu người ta nghe được câu Phật hiệu Người ta niệm theo là người ta hưởng được Cái pháp môn tịnh độ Từ nơi những cái chương trình vậy Mà nó quy tụ con người về biết niệm Phật Ôi mà một chương trình nó vui lạ thường Mà nó có cái gì cao xa đó quý vị Nó sắp xếp chương trình đúng một tiếng đồng hồ Những đứa hôm qua Qua đây là 6 bốn 40 Đến 7 giờ 40 là xong chương trình Những đứa nói chuyện Chắc khoảng gần nửa tiếng đồng hồ Rồi Thầy Nhân Quang hát một bản Hai nhóm kia thì múa Hai bản nữa Rồi cuối cùng Thầy Nhân Quang Ông hát một bản về cha về mẹ là Phật Rồi xong thì Gước đèn trung thu Chương trình đúng một tiếng đồng hồ Xong các cháu ra ngoài vui chơi Một cái từ trường nó vui Đặc biệt vô cùng luôn quý vị từ nơi đó mà quý vị thấy một chương trình rất gọn nó không có một cái cái hình thức gì bao nhiêu nhưng mà nó có cái nội dung của hiếu đạo và sư đạo nằm trong đó. Người 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 ta đến người ta dự chương trình chùa mình người ta hưởng được cái niềm vui quý vị. Hồi tối mà rồi là Vừa rước đèn trung thu Rồi các cháu nó chơi đèn trung thu Cha mẹ rồi ông bà rồi Rồi những người sức gia Đồ chơi đèn trung thu Nó vui vẻ Rồi xong ăn bánh trung thu Rồi những giây phút mà nó Nó gần gũi giữa con người với con người Nó gần gũi mà những đức nói chỉ có pháp môn tịnh độ này Mà nó độ nhiều người như vậy Mà chính cái nguyện của Đức Phật A Di Đà Cái nhân viên của Ngài Cái nơi nào niệm Phật là cái nơi đó đặc biệt như vậy đó Tính cái hồi tối mà gần 3.000 người cái chương trình 2.500 cái đèn không đủ Mà cái lượng bánh trung thu người ta cúng nhiều lắm luôn đó quý vị ơi Cúng nhiều lắm Cắt ra là ai muốn ăn thì ăn thoải mái luôn Không ăn thì thôi <laughs> Hồi tối ăn nghe nói còn có mấy cái Nó nghĩa là vẫn còn dư Ăn nhiều lắm mà vẫn còn dư Chở một xe bánh ra cái để đó cứ cắt hoài vậy cứ cắt đem ra Cắt đem ra hoài vậy đó có nghĩa là quý vị phải nhớ rằng Mình nói mình phải làm thật đó. Người ta ăn thì còn Mà mình ăn thì hết Cho người ta ăn đi thì còn Em không đức hồi hướng gì cách làm Mà đặc biệt lắm quý vị ơi Cái niệm niệm mà gì cho người ta đi Quý vị có còn nhiều hơn người ta nữa Nó không cầu cho mình Mà nó còn có nhiều hơn cái người mà Mà người ta được hưởng nó nữa Lạ vậy đó Đây là xác thực 100% Thí dụ như các cụ chùa mình hồi tối bà được ăn bánh trung thu cùng với đại chúng đi đến đây thì trước đó bà được ăn 4 ngày liên tục bánh trung thu à. Bà được ăn 4 ngày liên tục rồi. À? Bánh in bà cũng ăn rồi, bánh trung thu bà cũng ăn rồi. Rồi khi người ta đi đến đây thì đem bánh in bánh trung thu cho người ta ăn bà được ăn ké nữa. Những đức nói rằng là cắt cho người ta ăn chứ thật sự những đức cũng ăn ba 4 lần. Nó hồi tối còn mấy chú đem lên trên phòng cho những đức ngồi một mình một dĩa ngồi một mình ăn nghiêu ngao vừa ăn vừa niệm phật vừa coi lại những cái công đoạn mà trung thu hồi tối bên ngoài mấy cô đồ đòn đồ chụp hình đồ vui vẻ như đức coi chân thấy rõ ràng khỏi cần đi xuống dưới đó mà ở trên cũng coi được Đứng ở trên lầu 2 nhìn xuống để coi người ta vui chơi Rồi mình nhìn xung quanh đó coi mình coi có cần cái gì để chỉnh đốn lại Sau này chương trình nó hoàn chỉnh hơn Từ 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 quý vị thấy không Có nghĩa là cái niệm điều gì người khác Nhưng mà mình cũng được vui chơi với người ta Tuy là đứng một mình nhưng mà cái vui chơi của tổng thể Tuy đứng một mình mà thành cái vui chơi của tổng thể thì sao Vì nhìn được tổng thể của sự việc Cái gì khuyết cái là bổ sung thêm Thí dụ như đứng đứng ở trên đó nhìn Đức thấy người ta chơi một chút hình như người ta mỏi chân không có cái gì chảy người ta ngồi tại vì những đức cũng sắp xếp là chảy mũ nhưng mà là do mua lâm râm nên sợ chảy mũ cái nó, nó, ước ướt mà lúc mà chuẩn bị ra ngoài đó rước đèn là tự nhiên không còn một miếng mưa lâm râm nào nghe nhưng mà vì nó quá bận biệu nó quá lu bu cái lượng người nó quá kinh khủng trời ơi nhìn mà mà quay phim là quý vị nhìn có cái lượng con người nó quá kinh khủng quý vị ơi đông quá nên từ nơi đó mà mấy chú người nào người nấy lo chạy việc không không có ai nhớ đến cái vụ mũ nữa những Đức kêu ông thầy những ngôn đó, Ông lột y đi xuống dưới Ông gũ thì mấy chú nữa Đi giác mấy miếng mũ chảy ra cho người ta ngồi Tại vì người ta chơi nó đi vòng vòng chút người ta mỏi Nên người ta mỏi một chút Thì người ta nhất định không có chỗ ngồi Mà có cái mũ ngồi mấy đứa nít nó vui chơi Nó ngồi trên mũ đồ nó chơi Nó ăn bánh đồ vui vẻ Có nghĩa là cái chương trình mình đứng từ xa Mình nhìn tổng thể của nó để mình điều chỉnh nó từ 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 Thật sự với quý vị Những đức ở trong chùa Mười năm nay là những đứa không có đi đâu nhưng chỉ có là ở trong chùa làm cái nào khuyết thì chỉnh lại từ từ cái nào khuyết thì cứ điều chỉnh lại cái nào khuyết cứ điều chỉnh từ 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 vậy mà tự nghề dạy nghề nó cứ nghề dạy nghề nghề dạy nghề mà nó học đặc biệt nó học là nó học xác thực chứ nó không phải là vừa học gì cái chạy đi tìm đi tìm cái thấy cái lạ lạ cái đem gì lạ lạ đem gì không có những đức cứ là như vậy mà điều chỉnh vậy mà điều chỉnh nên những đức không có bị mất gốc còn nếu như những đức mà đi chỗ này đi đầu kia là nó mất gốc liền vì sao đi đến nơi nào thấy lạ lạ đó quý vị Cái đem gì Cái áp dụng Cái lần nào đi cái lạ lạ đem gì áp dụng Là mỗi lần áp dụng một cái cái mớ Là nó mắc cái gốc cũ của mình Còn những đức cứ giữ cái gốc cũ y thinh Cứ về cái điều chỉnh từ từ Cứ bồi bồi từ 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 Vậy đó mà trong đạo Từ từ hình như là thấy có kinh nghiệm luôn Chương trình lớn hay lễ lọc gì Đều biết tính toán sắp xếp hết luôn Nó tự gọi là nghề dạy nghề quý vị đó nên mỗi một người chúng ta quý vị niệm Phật á, Quý vị khỏi cần đi tìm hiểu xa vời chi Trong cái chuyện niệm Phật Quý vị sẽ tự biết được quý vị niệm Phật sao liền Cứ chăng thật mà niệm đi Niệm giết sẽ biết à Niệm giết tự nhiên thấy Ồ mình niệm Phật cái lúc này nè Cái lúc đó mình niệm rồi Mình phiền não Hoặc là mình vọng tưởng nhiều Mình cứ đem câu vật hiệu mình đè Mà mình thấy nặng nề ghê luôn Cứ như mình niệm từ từ mình suy nghĩ Ồ nghe ông thầy giảng nghe Đừng có lấy câu vật hiệu để đè vọng tưởng cái kinh nghiệm lại bây giờ mình lo niệm có vật hiệu vọng tưởng mặc kệ thế còn thì sao cái đầu mình mới cọ lại mình thấy ô như vậy là mình cứ lo niệm phật còn giọng tưởng mặc kệ nó tự nhiên quý vị kinh nghiệm về niệm phật liền cứ là hành trì rồi từ từ cái kinh nghiệm từ 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 rồi quý vị thấy cái môn tịnh độ này nó đơn giản vô cùng mà quý vị chỉ cần chân thật niệm phật là tự nhiên có kết quả nó ngộ lắm mà những đức thấy nghe câu ai gia đà phật này vi diệu lắm quý vị coi ờ nó mưa lâm râm lâm râm nó mưa 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 mà chuyển vậy mà tới giờ trong lòng mình nói nghe Mong làm sao mà rước đèn ra săn chơi Các cháu đừng có bị trời mưa gì hết chơi. Thật sự không có mưa vậy ơi Vậy mà hồi tối á quý vị Gần 11 giờ 11 giờ mấy Nó mưa một đám mưa cho họ Cái lo nó ngã một cái ầm Mưa mà ngã cái dàn lo luôn Mưa quá trời luôn Chương trình xong hết trơn mới mưa Mà ngộ thay buổi chiều làm râm vậy đó Nó lâm râm râm mà chuyển Kính hết trơn mà không mưa lớn nha rồi xong tới giờ rước đèn không có một miếng mưa nào hết trơn quý vị thấy rõ ràng không nó có một cái vi diệu lạ thường sao đâu á à cái này là mình phải tin đó nghe quý vị tại vì nhiều người người ta về mà mình mình là phàm phu mình còn nghĩ về con người ta không lẽ ông chờ không nghĩ cho người ta ông chờ cái tâm lượng còn lớn hơn mình nữa mà nó nên từ nơi đó mà mình thấy rằng mình tu làm sao mà nó mở cái tâm lượng mình rộng lớn ra đi thì cái phước mà nó lớn à mà con người nó vui vẻ, nó tự tại thì sao? Mà khi con một người mà nó vui vẻ rồi là nghiệp nó tiêu liền. Nhớ nè, con người mà thường vui vẻ là nghiệp tiêu liền. Con người nó trong lòng nó không có u sầu vậy chứ là nghiệp tiêu liền. Nhưng mà càng tu càng suy nghĩ kỹ, mình không có cái gì để buồn ở cõi đời này chứ. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, ừ, chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức hưởng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về thịnh độ a à, di đà phật a di đà phật a di đà phật Phật à, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Thọ Thất Đại Chứng Minh Hôm nay Đệ Tử chúng con xuất gia cùng tại gia Văn Tập tại Thủ Đình Hộ Pháp Pháp Bồ Đề Tâm Tụng Kinh Niệm Phật Lễ Phật Phóng Sanh và Cúng Thí Thực Đệ Tử chúng con nguyện đem công đức này Trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề Hết một báo thân này sanh qua khỏi cực lạc Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này Nguyện ngồi hướng cầu siêu Cho củ quyền thất tổ Ông bà, cha, mẹ, anh chị, em Trong nhiều đời, nhiều kiếp Hoặc trong đời này à, Nguyện cho tất cả quý vị Từ chư hương linh, thai nhi Vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong Đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn Ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nguyện cho tất cả quý vị đều được tưởng những công đức này, điều pháp bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới tây phương cực lạc. Khi quý vị về chùa tu hành như vậy, những người mà trong gia đình mình mắc chưa siêu thoát, người ta cũng đi đến đây và nhiều chư hương linh về nghiệp phá thai, hoặc là những người mắc mà người ta chưa được siêu thoát vì đủ tới cái cách mắc hết, chết quan chết ức đều đó người ta mỗi tuần đi đến đây được nghe pháp niệm phật và được hưởng tài, tài thọ thực gì nè thì người ta về đây rất là đông nên chúng ta dùng cái quay lực của toàn thể đại chúng từ chư tăng ni và hàng cư sĩ nam cư sĩ nữ để tu hành gọi về ra đây chúng ta cúng đi thực như vậy à, những cái tên như chú quý vị viết từ cầu an cho đến cầu siêu để đây nhận đức có đọc nhưng chúng ta hồi hướng chung hết à, tất cả chư hương linh người thân trong gia đình của mình hay tất cả chư hương linh đến đây đều được thừa hưởng những công đức này quý vị nên Pháp bồ đề tâm nên niệm phật buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ nếu như mà cái nghiệp lực cứ đòi nợ mãi thì quan gia nó không quá giải thì khổ đau đời đời kiếp kiếp quý vị nên nghe lời đức phật bổn sư thích ca mâu ni chỉ chúng ta nên niệm phật nên cầu sanh về thế giới cực lạc đi về thế giới cực lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui không còn cái khổ đau về thế giới cực lạc muốn ăn có ăn muốn bận có bận cuộc sống tự tại thân không già không bệnh không chết đây là một quốc độ tốt đẹp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ Nên tất cả chúng ta từ người sống cho đến chư hương linh người chết Đều phải phát nguyện cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Nhờ Đặng Phật tự chung ngạ kim tí nhờ cung Từ thực biến thập phương nhật tiết Phật tự công Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết ngà đặng dự vọng từ giai cộng thành vọng đạo như đặng ngộ tình chung ngã kim tí nhự cung phương nhân tiết ngộ tình cộng nguyện dị tử công đức vô cập ư nhật thiệt ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành vọng đạo như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung từ thực biến thập phương nhân tiết cô hồn cộng nguyện dị tự công đức Nga vô cẩm ư nhân thiệt ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vấn đạo án mục lục lăng ta bà ha án à mục lục lăng ta bà ha ta bà ha à Á ngã ngã nắng tam bà và việc dẫn ra hồng Á ngã ngã nắng tam bà vợ việc dẫn ra hồng ngã nắng tam bà pha việt nhật ca ra hồng gia trì chú thực diệu gia đa biến thiểu thành đá giai bảo mạng nam mô xã -sa sanh tam bồ tát nam mô xã -sa sanh tam bồ tát nam mô xã -sa sanh tam bồ tát ma tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xã -sa sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xã -sa sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xã -sa sanh tam bồ tát nam mô xã -sa sanh tam bồ tát nam mô sa sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong động bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi hú vị vô danh hộ danh vô vị ơi thái nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành à, con nay sinh phát nguyện vạn sanh Tự bi Tiếp Độ Nam Mô Tây Phương Cẩn Lạc Bi A Di Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 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 Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tất Đại Chứng Minh Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp Pháp bộ đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo nhất tâm niệm phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của đức phật a di đà sớm mau thành phật ở các loài chúng sanh ơi các vị đã thảo các vọng nghiệp từ đầu vô thị kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp phật pháp được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật a di đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc hôm nay các vị quy với đức phật a di đà được một pháp danh là diệu âm khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là diệu âm như lai chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này đó là tài thí khi sanh nơi nào chúng ta cũng có cụ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh nơi nào cũng được trí tuệ thông minh và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí chúng ta sanh nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài quy <Sý> phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh quy phật không độ địa ngục quy pháp không độ ngạo quỷ quy tăng không độ bàn sanh à, chúng ta đồng niệm phật lớn lên vỗ tay thả chim nha a di đà phật a di đà phật A di đà phật. 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 A di đà phật quý chú bước xuống lấy cái lồng chim còn dư ấy chim ra cho bay a di đà a di đà phật a di đà phật a di đà a di đà phật a di đà phật dở cái lồng lên cho nó bay cô lực cô nhật di đà phật a di đà phật a di đà a di đà phật A di đà <-ba> phật <-tát> à, <laughs> à, <marion misfortune> <laughs> A di đà <-da -ba> A di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà A di đà phật A di đà phật A di đà phật Thò cái tay vô gạt gạt chim ra để bay gì đâu đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật đà phật a di đà phật a di a di đà phật a di đà phật a di đà phật A di đà phật, A di đà phật, đà phật A di đà phật, A di đà phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ, à, nguyện tam bảo giang hộ cho toàn thể đại chúng và mấy cháu nhỏ rồi. Luôn luôn có sức khỏe và cố gắng niệm Phật. Đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Mời quý vị xuống nhà ăn dùng cơm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà nam mô a di đà phật 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 nam mô a Nam mô A Di Đà